chương 41. Đúng, anh rể ngươi thay đổi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hai người bọn họ còn ở dưới lầu. Cha vợ Tô Hưng Dân có chút nhìn không được. Này nếu như ném, vừa vặn bị bọn họ nhìn thấy nhiều thất vọng. Hắn cũng không thích lục hạo, nhưng không có vương quý chi biểu hiện như thế rõ ràng, còn bận tâm mặt mũi. Liền ngươi gặp làm người tốt, lục hạo cái kia nghèo túng dạng, có thể đề cập tới đến vật gì tốt khẳng định là chút không ai muốn rác rưởi thả ở trong phòng chiếm trí, làm mất đi liền làm mất đi. Vương quý chi phi thường xem thường, ai quan tâm hắn mặt mũi. Mới tiểu học văn bằng, còn chỉ đạo tiểu cẩn nên làm sao cuộc thi, như thế chút thời gian không thấy, những khác không bản lĩnh không trường, cũng học được nói lời hay. Đang lúc này, tô cẩn thu thập xong đồ vật, đi ra, đối với vương quý chi đạo, mẹ, tỷ bọn họ đề những thứ đó ngươi vẫn là đừng vứt, mở ra nhìn một chút nói không chắc là thứ tốt. Ha ha, bọn họ có thể đề vật gì tốt lại đây? Vương Quý Chi không tin. Mấy ngày trước đi nhị tỷ nhà, nàng nhà thật sự mua điều hòa, tivi, còn có tủ lạnh. Tô Cẩn Đạo, hơn nửa điều hòa là Mitsubishi nhãn hiệu, tủ lạnh là hãng tuyết hoa, còn có tivi, cũng là 18 in hãng phi dược tivi màu, so với nhà ta còn tốt hơn, Nini không có nói láo. Vương Quý Chi hóa đá một bên tô hưng dân cũng dừng lại. Lục hạo trong nhà thật mua này ba loại thiết bị điện. Này vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, liền cảm giác như là nghe được nói mơ giữa ban ngày bình thường. Hơn nữa này mấy tấm bản mỗi một người đều phi thường vang dội, hắn cái kia lưu manh làm sao có tiền mua được những thứ đồ này, những thiết bị điện này gặp lại đến muốn hơn một vạn đồng tiền đây. Ngươi có phải là nhìn lầm, liền ngay cả ngươi đại tỷ phu cùng đại tỷ nhà cũng không mua nổi này ba món đồ, cha ngươi ở trong xưởng làm như thế chút năm cán bộ, trong nhà tivi cũng vẫn là trắng đen, hắn một cái lưu manh dựa vào cái gì mua đồ tốt như thế. Vương Quý Chi hoài nghi nói. Chuyện này căn bản là là vi phạm lẽ thường sự. Ta không nhìn lầm, lúc nào các ngươi quá đi xem một chút liền biết rồi. Tô Cẩn Đạo, ta đồ vật thu thập xong, đi trước. Sau khi nói xong, nàng liền cầm đồ vật của chính mình ra ngoài trong phòng liền còn lại vương quý chi cùng tô hưng dân hai người cái kia lưu manh thật mua ba loại thiết bị điện việc này ngươi tin vương quý chi nói tiểu cẩn hẳn là sẽ không nói dối tô hưng dân nói vương quý chi gương mặt phi thường khó coi trước nàng còn nói lục hạo muốn mua được này ba loại thiết bị điện chính mình đem đầu vặn xuống cho hắn ngay đêm đó ấm dùng nếu như thật sự đến thật lúng túng mặc dù mua khẳng định cũng là mượn tiền nàng đạo, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn nói ra những thứ gì lại đây. Nàng quá khứ, đem lục hạo đề tới được lễ vật mở ra. Mở ra sau, nàng sửng sốt. Tô Hưng Dân cũng rất kinh ngạc. Lễ vật xác thực rất không bình thường. Hai cái trung hoa yên. Hai bình mao đài. Còn có một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, mở ra sau bên trong là một cái nhân sâm. Đây thực sự là cái kia lưu manh để tới được. Vương Quý Chi một hồi lâu sau mới phản ứng được, hỏi bên cạnh Tô Hưng Dân. Xưa nay không ai đề cập tới nhiều như vậy đồ vật tới cửa. Ngươi không đều nhìn thấy không? Tô Hưng Dân rất cảm thán, mấy thứ này có thể không rẻ, này hai cái Trung Hoa Yên gặp lại đến muốn bảy tám mươi đồng tiền, then chốt rất khó làm, là đặc cung, trên thị trường không có bán, có tiền đều không nhất định có thể mua được. Còn có này mau đài, một bình đến muốn mười lăm khối, hai bình chính là ba mươi, thảo tử. Cuối cùng nhân sâm này, hẳn là cố ý mua đưa cho ngươi, nhìn này cần, khẳng định là nhân sâm núi, cũng sẽ không tiện nghi. Hắn kinh ngạc. Mấy thứ này tùy tiện nhắc tới như thế tới cửa liền ghê gớm, lục hạo lại toàn đề cập tới đến. Hai bình mau đài liền 30, bù đắp được người bình thường một tháng tiền lương, hắn ở trong xưởng là cái cán bộ, có thể quanh năm suốt tháng đều uống không được vài lần. Không nở. Còn có hai cái trung hoa, người khác có thể làm một bao liền rất đáng gờm lục hạo lại nói ra hai cái đầy đủ hai mươi bao lại đây không phải là giả chướng hắn có bản lãnh này có thể lấy được nhiều như vậy thứ tốt vương quý chi không quá tin tưởng này yên là thật sự tô hưng dân hơi hơi vừa nhìn liền biết rượu cũng là thật sự hắn hút thuốc cũng uống rượu hơi hơi vừa nhìn liền có thể phân biệt ra đều là thật sự Vương Quý Chi vẻ mặt rất đặc sắc, cái này lưu manh nào có như thế chút tiền mua những thứ đồ này, so với đại con rể mỗi lần lại đây đề đồ vật còn nhiều hơn, thực sự là kỳ quái. Mà lúc này, Tô Cẩn cũng đi xuống lầu, cùng Lục Hạo cùng Tô Mẫn hồi hợp. Đồ vật đều nắm xong chưa? Thẻ căn cước, chuẩn khảo chứng, còn có bút, đổi giặt quần áo vân vân. Lục Hạo hỏi. Này gặp thi đại học cũng có chuẩn khảo chứng, giấy chứng nhận đến mang theo đều thu thập xong. Tô Cẩn nói. Ta lại cho ngươi kiểm tra một chút. Lục Hạo coi nàng là thành tiểu hài tử như thế, làm cho nàng lấy ra giấy chứng nhận, từng cái lại kiểm tra một lần. Tỉ mỉ, thấy không có vấn đề, lúc này mới yên tâm. Những này chuẩn bị công tác làm cẩn thận, không thể qua loa, muốn bởi vì sơ sẩy tiến vào không được trường thi, không có lời, nhân sinh có chút sai lầm có thể phạm, nhưng có chút sai lầm không nên phạm. Lục Hạo nói. Nghe Lục Hạo nói như vậy, Tô Cẩn biểu môi. Này nhị tỷ phu còn cùng với nàng quan lên văn đến rồi. Nhưng thực trong lòng nàng cảm thấy đến Lục Hạo lời này xác thực chính xác, cũng rõ ràng Lục Hạo là đang quan tâm nàng. Bị cái này lưu manh quan tâm, cảm giác là lạ, lạ. Người một nhà đi ra ngoài. Tô Cẩn Lạc ở phía sau, kéo Tô Mẫn cánh tay, tỷ, hắn có phải là thay đổi, làm sao như trước kia có chút không giống nhau lắm đúng anh rể ngươi thay đổi hắn hiện tại có thể sẽ đau lòng ngươi tô mẫn gật gù gì ngươi có phải là cũng rất kỳ quái cảm thấy đến ba ba đầu óc có vấn đề ta đã nói với ngươi một bắt đầu thời điểm ta cũng cảm thấy ba ba đầu óc có vấn đề còn do dự có muốn hay không dẫn hắn đi bệnh viện nhìn một chút đây ni ni tiến tới như là chia sẻ bí mật như thế nói với tô cẩn thế nhưng ta lại có chút bận tâm nếu như đi tới bệnh viện bác sĩ cho ba ba đã kiểm tra sau hắn lại biến thành trước đây cái kia dáng vẻ rất đáng tiếc nhưng là không kiểm tra hắn vạn nhất thật muốn sinh bệnh ta không còn ba ba ta gặp thật là khổ sở cái này tiểu nha đầu phiến tử lục hạo ở mặt trước nghe không còn gì để nói kế vặt đúng là rất nhiều không có ngồi xe buýt lục hạo trực tiếp chận một chiếc taxi hướng về tô cẩn trường thi thứ ba trung học đi tới thứ ba trung học ở trung tâm thành phố tuyến đường chính trên, bên ngoài có không ít khách sạn, nhà nghỉ, khách sạn. Nhà nghỉ bình thường tiếp đón bản đơn vị nhân viên, đối ngoại không mở ra. Khách sạn nhưng là tư nhân mở quán trọ, quy mô khá nhỏ. Khách sạn thì lại càng xa hoa, có điều này gặp người bình thường trụ không nổi. liền trụ cái kia nhà khách sạn đi. Tô Cẩn chỉ vào một chỗ khách sạn, một đêm ba. 25 nguyên, mẹ cho ta 10 đồng tiền, vừa vặn có thể ở ba cái buổi tối. Nàng chỉ vào một nhà khách sạn không được tốt lắm, cũng không tính kém, đúng quy đúng cũ. Ngoài cửa trên bảng hiệu diện viết tiền thuê, ba. 25 nguyên một đêm. Gần như một tên công nhân một ngày tiền lương, không tính chênh lệch. Lục hạo nhưng trực tiếp lắc đầu, ngươi muốn cuộc thi, trụ này phá khách sạn sao được. Chỗ này buổi tối không cách âm, bên trong cơ sở phương tiện cũng không được, về không làm được đều không có, dùng chính là cái bô, còn chưa an toàn. Những thứ này đều là lời nói thật. Đừng xem khách sạn giá tiền không thấp, cần phổ thông công chức một ngày tiền công, nhưng rất nhiều trong tân quán phòng khách căn bản cũng không có đơn độc phòng vệ sinh. Cùng xưởng may công nhân ký túc xá như thế, đi nhà cầu, rửa mặt phải đến cuối hành lang. Trụ cái kia. Lục hạo chỉ vào cách đó không xa một nhà sáu tầng cao khách sạn, an thịnh khách sạn lớn này biết, đại đa số nhà đều là 6 tầng, mà 6 tầng cao khách sạn ở Giang Thành tuyệt đối hiếm như lá mùa thu, lục hạo chỉ vào này quán rượu ở Giang Thành có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Loạn vực khởi tranh. Vọng lập luân chuyển. Huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 42 Ta là anh rể ngươi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngươi có biết hay không ở nơi đó một buổi tối đến muốn bao nhiêu tiền? Tô Cẩn Nguyết một cái lục hạo. An thịnh khách sạn lớn quá xa hoa, ở Giang Thành Phi thường có danh tiếng, ở sở hữu trong tử điếm có thể xếp vào trước năm, trụ như vậy người của quán rượu đều là âu phục dày da, tại đây gặp trước tiên giàu có lên một nhóm người. Nàng ba là đồ uống xưởng trung thượng tầng cán bộ, tiền lương so với bình thường người cao, tuy nhiên trụ không nổi rượu như vậy điếm. Hiện tại Lục Hạo lại còn nói muốn dẫn nàng đến nơi như thế này đi trụ, nàng cảm thấy đến Lục Hạo khẳng định là đang nói đùa. Lại muốn không, Lục Hạo căn bản không biết trụ quán rượu này đến muốn bao nhiêu tiền. Theo ta, Lục Hạo liền nói ba cái tự, sau đó hướng về này quán rượu đi. Tô Mẫn lôi kéo Tô Cẩn, đi thôi, anh rể ngươi có tiền. Ni Ni cũng cùng ở bên cạnh, gì, ta cha thật sự có tiền, ta lén lúc nói cho ngươi, ngươi cũng không nên nói với người khác nha. Nàng âm thanh nhỏ một điểm, mỗi ngày ba ba đều muốn dùng túi ni lông để tiền trở về, mụ mụ kiếm tiền mấy tay đều mềm nhũng. Túi ni lông đề tiền. Kiếm tiền đến tới nương tay. Tô Cẩn nở nụ cười, chỉ cảm thấy Ni Ni đang nói đùa, tiểu hài tử đối với tiền không khái niệm gì, cho nên mới phải nói như vậy. Nàng cũng theo lục hạo đồng thời hướng về an thịnh khách sạn lớn đi tới, nhìn đi ở phía trước vững vàng vô cùng lục hạo, trong lòng nạn có chút khâm phục, không nói những cái khác, liền lục hạo này da mặt là đủ dày, như thế xa hoa khách sạn vừa nhìn liền không phải tóc húi của dân chúng có thể tiêu phí lên, nhưng hắn lại còn như vậy bình tĩnh thông dong, không có chút nào căng thẳng. Nàng lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, bao quát một bên tô mẫn cũng tương tự có chút sốt sắng, hai tỷ mụi người là lần thứ nhất đến như vậy cao cấp nơi. Nini nhưng là một mặt hưng phấn, nhìn chung quanh, cùng lục hạo như thế, không có chút nào lưu ý. Nghe con mới sinh không sợ cọc. Khách sạn Trang Hoàng Phi thường hoa lệ, phòng khách trần nhà đèn nhìn tinh mỹ vô cùng, sàn nhà càng là đá cẩm thạch mặt đất, sáng loáng lượng, đi ngang qua người mỗi một người đều ăn mặc âu phục, xem ra phi thường có thành tựu dáng vẻ. Tô Cẩn đi tới lục hạo bên người, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi, chỗ này rất đắt, đợi lát nữa hỏi không trả tiền nổi quá mất mặt. Nhìn ngươi cái kia tiền đồ, thiệt thòi ngươi hay là muốn lên đại học người quán rượu này tính là gì không nhiều ngạc nhiên lục hạo nói rằng sáu tầng khách sạn ở vào lúc này toán xa hoa khách sạn thế nhưng muốn phóng tới mấy chục năm sau khi căn bản là không tính là gì sự càng cao hơn càng xa hoa khách sạn lục hạo đều ở qua dubai bút an á rập hotel phòng tổng thống một đêm hai vạn đô la mỹ lục hạo ở qua không ít lần nó còn có càng quý hơn khách sạn Atlantis nghỉ phép khách sạn, cũng ở Dubai, một đêm muốn 2 vạn 5 đô la Mỹ, New York Manhattan Four Seasons Hotel càng quý hơn, một đêm đạt đến hơn 3 vạn đô la Mỹ. Chỗ rượu này điếm mới gọi xa hoa, bên trong thật nhiều đồ vật đều là hoàng kim chế tạo, bao quát tắm rửa vệ sinh đồ dùng cũng đều là xa hoa vô cùng, toàn bộ đều là quốc tế đỉnh lưu hàng hiệu, lại có thêm những người nhân viên phục vụ từng cái từng cái cũng đều là mỹ nữ, so với người mẫu đều không kém mà trước mắt này quán rượu thật không tính là gì. Hắn trực tiếp hỏi trước sân khấu, mở một gian các ngươi này to lớn nhất phòng khách, bắt đầu từ hôm nay toán, trụ ba cái buổi tối. Tiên sinh, chúng ta này to lớn nhất phòng khách là đại căn phòng, một buổi tối muốn 15 đồng tiền. Trước sân khấu khách khí nói. Khách khí sau lưng nhưng chen lẫn xem xét, cho rằng lục hạo khi nghe đến giá cả sau gặp lùi bước. 15 nguyên một buổi tối, rất nhiều người đều sẽ không trụ, từ khách sạn khai trương đến hiện tại, ở qua đại căn phòng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, một tháng có thể có một vị khách nhân đã nhưng mà ghê gớm. Nghe được cái giá này, tô cẩn làm sợ, 15 nguyên một buổi tối, ba ngày chính là 45 nguyên, bù đắp được người bình thường một tháng tiền lương. Nàng mặt đều trắng, ta liền nói không ở chỗ này trụ đi, thật là đắt, đi thôi. Lục hạo căn bản cũng không có nghe nàng, mà là trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một tờ 100 đồng đại sao đưa cho trước sân khấu, trụ ba cái buổi tối, công việc thủ tục nhập cư đi, có bữa sáng cung cấp sao? Hỏi phi thường tùy ý, không hề có một chút gò bó, hơn nữa không có chút nào đau lòng. Trước sân khấu lập tức trở nên tôn kính rất nhiều, này quán rượu trang trí vô cùng tốt, trước sân khấu có thể ở đây đi làm cũng phi thường kiêu ngạo, gặp qua không ít vào quán dừng chân người, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào xem lục hạo thông dông như vậy, ăn mặc rõ ràng phi thường phổ thông, có thể nghe được nàng báo giá sau nhưng một điểm không kinh sợ. Thậm chí, thậm chí còn phi thường xem thường. Ba cái buổi tối, một tháng tiền lương liền nhẹ như vậy xảo cho đi ra ngoài. Có bữa sáng, thì ở lầu một đi ăn cơm, có nhiệt kiền diện, sữa đậu nành, tàu phớ, bánh quẩy, trứng gà, bát cháo trước sân khấu vừa bắt đầu công việc thủ tục nhập cư vừa nói lục hạo gật đầu đối với tô cẩn đạo ngươi sáng sớm ngay ở này ăn buổi trưa cùng buổi tối ta cho ngươi đưa thức ăn lại đây trực tiếp thế tô cẩn làm chủ lập xuống khách sạn hắn tiếp nhận trước sân khấu đưa tới chìa khóa cùng tiệm linh đi đi lên xem một chút toàn bộ khách sạn đại căn phòng cũng chỉ có một gian ở trên cao nhất cách đường cái khá xa tương đối yên tĩnh đi thang máy lên lầu, nắm chìa khóa mở cửa. Lục hạo có chút ghét bỏ, liền thể truy cập đều không, vẫn là truyền thống chìa khóa. Cửa vừa mở ra, tô cẩn con mắt trừng lớn. Thật lớn a, à, còn có thảm, có thể đạp lên sao? Gian phòng diện tích rất lớn, mặt đất trải ra thảm, phi thường tinh mỹ, hơn nữa trong phòng trang trí phi thường đẹp đẽ, đèn vừa mở càng là sáng sủa, này quán rượu dùng cũng là nhập khẩu bóng đèn tiết kiệm năng lượng tia sáng tốt vô cùng, không chỉ như vậy, đại căn phòng là ba cư thất, có ba tấm giường, còn có độc lập phòng vệ sinh, tivi màu, điều hòa cũng có. Rửa mặt đồ dùng đầy đủ mọi thứ, giường phi thường gọn gàng sạch sẽ. Yêu thích là tốt rồi. Lục Hạo cười nói. Nhưng là giá tiền quá cao. Tô Cẩn nói rằng. Nàng nhìn Lục Hạo, tiền này ta tạm thời trả không nổi, chờ ta lên đại học liền tìm kim chức đến thời điểm đem tiền trả lại ngươi trụ như thế chỗ tốt nàng không dám cùng trong nhà nói cũng khó tìm trong nhà đòi tiền chỉ có thể trước tiên nợ lục hạo chờ có thu vào trả lại hắn nghe nàng nói như vậy lục hạo mặc một hồi lạnh xuống rất không cao hứng ta là anh rể ngươi chút tiền này ngươi còn theo ta bài lôi đến rõ ràng như thế muốn trả ta là xem thường ta còn là căn bản liền không coi ta là anh rể ngươi nhìn tức giận lục hạo Tô Cẩn không tiếp tục nói nữa, chỉ là cúi đầu ồ một tiếng. Trong lòng nàng nhưng có một nơi bị đánh trúng, rất cảm động, cái này nhị tỷ phu đột nhiên trở nên thật có năm nhân vị, so với trước đây cái kia lưu manh dạng muốn mạnh hơn nhiều. Chỗ này rất lớn, ngươi nếu là có quen biết bằng hữu, có thể nói với các nàng một tiếng, làm cho các nàng đồng thời lại đây. Lục Hạo nói rằng, cuộc thi thời điểm có cái bạn, có thể lẫn nhau nhắc nhở. Được. Tô Cẩn gật đầu nàng xác thực có hai cái chơi bạn thân nghĩ làm cho các nàng lại đây bồi chính mình vừa vặn có cái bạn lẫn nhau trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau chỉ là nhà này là lục hạo giúp đỡ nàng đính nàng thật không tiện đề thế nhưng không nghĩ đến lục hạo lại chủ động nói ra nàng đột nhiên cảm giác thấy cái này nhị tỷ phu thật sự thật hiểu nàng cái gì đều có thể thay nàng nghĩ đến lục hạo gật gù ngươi mấy người bằng hữu kia trong nhà có điện thoại chứ trực tiếp gọi điện thoại là được căn phòng này có tòa kia, có thể miễn phí đánh, buổi tối ta cho các ngươi đưa cơm lại đây. Lại bàn giao vài câu, Lục Hạo, Tô Mẫn, Ni Ni ba người rời đi, đại trong phòng liền còn lại Tô Cẩn một người. Nàng đến bên cạnh máy bay riêng một bên, bấm một số điện thoại, tạ toa, ta tỷ phu cho ta ở thiên ngoài sân đặt trước phòng, cách trường thi liền mấy trăm mét xa, ngươi tới theo ta đồng thời sao. Loạn vực khởi tranh. Vọng lập luân chuyển quyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 đây đây chính là đại căn phòng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tốt, ta đang muốn cách trường thi quá xa, về nhà không tiện, cũng muốn ở thiên ngoài sân đính cái khách sạn, nhưng là vừa lo lắng một người không an toàn, bởi vì ba mẹ đều phải đi làm, bồi không được ta, hiện tại ngươi ở bên ngoài đặt trước, vậy thì thật là tốt đồng thời cũng có cái bạn tạ toa lập tức đồng ý vậy được ngươi đến thứ ba trung học cửa đến ta ở đây chờ ngươi ta lại cho đoàn phương cũng đánh một cú điện thoại nhìn nàng có tới hay không tô cẩn nói rằng tiếp theo nàng lại cho một cái khác bằng hữu đoàn phương gọi một cú điện thoại đối phương cũng tương tự đồng ý cúp điện thoại đứng ở trống trải gian phòng lại quay một vòng tô cẩn lúc này mới xuống lầu đến thứ ba trung học bên ngoài chờ hai nữ sinh đánh taxi tới được tướng mạo đều không kém ăn mặc sạch sẽ tiểu cẩn tạ toa đoàn phương ba người lẫn nhau chào hỏi thật là đúng dịp a à, ba người chúng ta phân ở một cái trường thi ừ chúng ta ở cùng một chỗ không sợ ngủ quá có thể lẫn nhau nhắc nhở tô cẩn dẫn hai nữ sinh trực tiếp hướng về An Thịnh khách sạn lớn đi đến, nhưng là đến An Thịnh khách sạn lớn cửa thời điểm, hai nữ sinh nhưng dừng lại. Tiểu Cẩn, ngươi đi nhầm. Ngươi ở nơi đó cái khách sạn, chúng ta trước tiên đi ngươi cái kia, đến thật gian phòng, đồ vật bày đặt. Hai nữ sinh căn bản liền không nghĩ tới Tô Cẩn nơi ở sẽ ở An Thịnh khách sạn lớn, chỉ cho rằng đi nhầm. Anh rể cho ta đến gian phòng liền ở ngay đây. Tô Cẩn nói rằng. Nàng rõ ràng hai cái bạn tốt là hiểu lầm nơi này chỗ này rất đắt hai nữ sinh nghe được câu trả lời này kinh ngạc cực kỳ an thịnh khách sạn lớn liền chưa từng xuất hiện ở các nàng tuyển hạng bên trong cái nào sợ các nàng cha mẹ đều có công tác thuộc về giai cấp công nhân ở vào lúc này xem như là không sai gia đình điều kiện nhưng cũng xưa nay không nghĩ có thể trụ an thịnh khách sạn lớn quán rượu này quá xa hoa vừa nhìn liền không tiện nghi căn bản không phải các nàng tầng thứ này có thể tiêu phí lên cư trú nơi. Tiểu cẩn, chỗ này trụ một đêm bao nhiêu tiền a à? Tạ toa hỏi, nếu như quá đắt ta khả năng trụ không nổi. Đoàn phương cũng theo gật đầu, ta cũng là, ba mẹ cho ta 15 đồng tiền, nhưng ta nhìn chỗ này khẳng định không rẻ. Hai người cũng không dám đi vào, sợ trên người mang không đủ tiền, nơi như thế này không phải các nàng có thể tiêu phí nổi. Tô cẩn nói lập tức liền nói rằng, không cần các ngươi ra tiền ta tỷ phu cho ta đặt trước một bộ đại căn phòng bên trong có ba tấm giường chúng ta vừa vặn một người một cái giường đến thời điểm cùng đi cuộc thi cách trường thi cũng chỉ có mấy trăm mét buổi tối có thể ngủ thêm một lát cũng không sợ sáng sớm lên ngồi không tới xe bước đi liền có thể đến đại căn phòng có ba tấm giường hai người phi thường kinh ngạc chưa từng nghe nói đại căn phòng có thể chỉ nghe thấy tên tựa hồ vô cùng ghê gớm đi thôi ta mang bọn ngươi đi xem xem. Nói, tô cẩn kéo lên tay của hai người, đi thang máy, hướng về chính mình ở cái kia đại căn phòng đi. Vào lúc này khách sạn quản lý cũng không nghiêm ngặt, ngoài trường nhà nghỉ đi vào thời điểm nhất định phải xác định thân phận, muốn giấy phép lao động hoặc là giới thiệu tin, thật xác định là tới chơi người là chính mình đơn vị, hoặc là huynh đệ đơn vị công nhân viên ở ngoài, hắn tư nhân khách sạn, khách sạn đối với thẻ căn cước xác định cũng không nghiêm trước sân khấu cũng không có hỏi. Lấy ra chìa khóa, mở cửa, tô cẩn đạo, đây, đây chính là đại căn phòng. Đoàn phương cùng tạ toa đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng bên trong, cả kinh trận mắt ngoát mông. Wow, căn phòng này thật to lớn, còn có thảm. Này so với ta nhà nhà đều đại. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một đi vào, đúng như cùng lưu mổ mổ tiến vào đại quan viên bình thường, nhìn chung quanh, hiếu kỳ vô cùng. Không có chút nào khuếch đại nếu như đặt ở mấy chục năm sau khi thật nhiều học sinh cấp 3 ở nghỉ hè hoặc là ngày nghỉ lễ có thời gian thời điểm, gặp theo cha mẹ hoặc là chính mình một người đi ra ngoài du lịch, kiến thức khá rộng rãi, nhưng đặt ở vào lúc này ra ngoài chơi chỉ là số ít. Vào lúc này học sinh kiến thức còn lâu mới có được hậu thế lớn như vậy. Này đại căn phòng vượt qua các nàng tưởng tượng, ngoài trừ tháng phục, chỉ còn dư lại tháng phục. Wow, còn có phòng vệ sinh này phòng vệ sinh thật lớn đúng rồi còn có điều hòa đây này điều hòa có thể đủ sao có muốn hay không đơn độc trả tiền hai nhân mã trên chung quanh quan sát đúng có phòng vệ sinh riêng anh rể nói bên ngoài loại kia khách sạn phòng vệ sinh khả năng là ở trong hành lang đi nhà cầu cần ra ngoài không tiện vì lẽ đó liền đặt trước này đại căn phòng đi nhà cầu rửa mặt thời điểm gặp thuận tiện rất nhiều Tô Cẩn chính mình cũng không ý thức được hiện tại nàng một cái một cái anh rể gọi đến mức rất tự nhiên. Điều hòa có thể mở, tiền điện đã toán ở tiền phòng bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng, chúng ta hiện tại là có thể đem điều hòa mở ra. Nói, nàng liền quá khứ đem điều hòa mở ra, điều đến thích hợp nhiệt độ. Quay một vòng sau, ba nữ sinh làm thành một đoàn, ngồi ở trên giường. Tạ Toa nhìn Tô Cẩn, "Tiểu Cẩn, này đại căn phòng đến cùng bao nhiêu tiền một đêm? Không rẻ chứ. Hừm, đến muốn 15 đồng tiền một buổi tối. Tôi Cẩn nói rằng, anh rể đã thanh toán ba cái buổi tối tiền, chúng ta liền ở ngay đây ở, mãi cho đến thi xong. Đúng rồi, khách sạn bao bữa sáng, thì ở lầu một phòng khách, miễn phí. 15 khối một buổi tối. Đoàn Phương thở dài nói, ta mang tiền chỉ đủ trụ một buổi tối, ngươi đại tỷ phu thật tốt, một ngày 15 đồng tiền Ba ngày chính là 45 khối Một tháng tiền lương A Chính là ta nếu là có như vậy Đại tỷ phu là tốt rồi tạ toa cũng theo gật đầu Ba người là bạn tốt Tình huống trong nhà lẫn nhau hơi có chút hiểu rõ Không phải đại tỷ phu Tô Cẩn lắc đầu Là nhị tỷ phu đến khách sạn Ta thật không tiện cùng ba mẹ nói muốn Ở bên ngoài trụ Sợ bọn họ phản đối Là hắn đến nhà chủ động đưa ra việc này sau đó mẹ mới thả miệng, sau đó hắn lại mang theo ta đến bên này đến khách sạn, nguyên bản ta mẹ cho tiền cũng chỉ đủ ta đến phổ thông khách sạn, là hắn nói muốn trụ này quán rượu, hơn nữa đem tiền đều thanh toán. Trước đây, nàng rất không muốn nhắc tới nhị tỷ phu mấy chữ này, bởi vì lục hạo đều là bắt nạt nàng tỷ, tô mẫn mỗi lần trở lại đều là cả người mang thương, mà hắn thành tựu một đại nam nhân chỉ biết ăn uống chơi gái đánh cược. Có thể hiện tại, nàng nhưng cảm thấy đến cái này nhị tỷ phu thật sự thật tri kỷ là ngươi nhị tỷ phu chính là trước ngươi đều là mắng vương bác đảng cái kia nhị tỷ phu tạ toa hỏi đoàn phương cũng trợn to hai mắt ngươi không phải nói cái này nhị tỷ phu chỉ biết ăn uống chơi gái đánh cược còn đều là đánh ngươi tỷ còn nói với chúng ta nếu như hắn lại đánh ngươi tỷ ba người chúng ta liền lén lút dùng cái bao tải đem hắn chụp lại đánh hắn một trận hắn làm sao có tiền cho ngươi đính rượu ngon như vậy điếm. Ta cũng không biết hắn làm sao một hồi thì có tiền. Tô Cẩn lắc đầu. Nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ. Lục Hạo đúng là ở làm ăn. Làm cái gì chuyện làm ăn có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy? Ba cái nữ sinh trò chuyện trò chuyện, rất nhanh nhốn nháo loạn tùng phèo, chờ đến tối năm chừng 6 giờ lúc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lục Hạo đưa cơm lại đây. Truyện siêu giải trí không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, có hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Lão bản đại khí A Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio anh rể. Cửa mở ra, nhìn thấy đứng ở cửa lục hạo, tô cẩn do dự một chút, vẫn là hô lên. Dĩ vãn nhìn thấy lục hạo nàng xưa nay sẽ không gọi anh rể, chỉ có thể gọi thẳng tên, thế nhưng lần này nàng sửa lại miệng. Ừm. Lục hạo rất cao hứng nhìn thấy nàng thái độ thay đổi. Hắn liếc nhìn một ánh mắt trong phòng, hai nữ sinh vào lúc này ăn mặc không thế nào chỉnh tề, lén lút nhìn sang, đánh giá hắn. Này hai nữ sinh đều dài đến khá tốt, một cái bạch một cái lớn thay đổi ở nhà quần áo ta liền không đi vào dẫn theo cơm nước lại đây đủ các ngươi ba người ăn ăn sau khi xong cầm chén đũa rửa sạch sẽ bày đặt ta trưa mai cho các ngươi đưa cơm lại cầm chén đũa mang về lục hạo trong tay nhấc một cái rổ hắn đem rổ đưa cho tô cẩn lại sẽ cái tay còn lại trên một cái túi để tiến vào cái túi này bên trong chính là chút hoa quả cảm tạ anh rể tô cẩn nói rằng cái này anh rể thật sự thật tri kỷ, nàng muốn cái gì đối phương tự hồ cũng có thể biết, cũng không cần nói, luôn có thể cân nhắc phi thường chu toàn, vừa nãy nàng còn đang lo lắng lục hạo để tới được cơm nước không đủ, nhân vì là phía bên mình có ba người, nhưng không nghĩ đến hắn đã sớm cân nhắc đến, liền nàng bằng hữu cơm nước cũng dẫn theo. Lớn như vậy một cái rổ, phân lượng phi thường đủ. Ta là anh rể ngươi, khách khí với ta làm gì? Lần sau lại nói với ta cảm tạ, cùng ngươi tỷ như thế, gia pháp hầu hạ. Lục hạo giáo huấn nàng, không cần có cái gì áp lực, dù cho thi đến chênh lệch, tương lai cũng có thể đến anh rể công ty đến, anh rể an bài cho ngươi công tác, cho ngươi một vạn tiền lương. Sau khi nói xong, hắn rồi hướng mặt sau hai nữ sinh đạo, hai người các ngươi cũng là, cố gắng cuộc thi, không cần có áp lực, đều cố lên. Sau khi nói xong hắn trực tiếp xoay người rời đi, cũng không có vào phòng. Chờ hắn quay người lại, hai nữ sinh lập tức trón ra trón rén chạy đến cạnh cửa mở cửa khâu tham nửa người nhìn tiểu cẩn đây chính là ngươi thường thường mắng vương bác đảng cái kia nhị tỷ phu ngươi cái này nhị tỷ phu cũng không có ngươi nói như vậy không thể tả a à. đúng vậy thật thành thục chủ động theo chúng ta chào hỏi còn phi thường thân sĩ biết chúng ta ở đây hắn sẽ không có đi vào hai người đối với lục hạo đánh giá phi thường cao mãi đến tận lục hạo bóng lưng nhìn không thấy sau khi hai nàng mới rút về, sau đó đóng cửa lại, ba người đồng thời đem cơm nước mang lên bàn. Lại là tháng phục liên tục, bởi vì rau rất phong phú, hơn nữa phi thường có dinh dưỡng. Thịt bò, đậu tương, cà chua súp trứng, tông bóc vỏ, hoa quả cũng không ít, quả táo, quyết, chuối tiêu. Thật là thơm, đây là anh rể ngươi làm. Tạ toa khen không dứt miệng đoàn phương cũng gật đầu liên tục, anh rể ngươi thật tốt, mới vừa rồi còn nói nhiều ngươi không cần có áp lực, thi xong liền đi công ty khác đi làm, cho ngươi một vạn đồng tiền tiền lương. Tô Cẩn nói rằng, hắn đùa giỡn, một tháng một vạn đồng tiền, làm sao có khả năng? Ba mẹ ta ở doanh nghiệp nhà nước, công ty bọn họ công chức một tháng cũng mới mười mấy đồng tiền, không ăn không uống, đến thật nhiều năm mới có thể kiếm được một vạn đồng tiền. Lại nói, hắn không thể mở công ty, khẳng định chỉ là an ủi ta lời nói. Nàng không quá tin lục hạo mở ra công ty. Ở vào lúc này, mở công ty là một cái phi thường cao sang, quyền quý, đẳng cấp sự tình, chỉ có phi thường lợi hại nhân tài mở công ty, còn lục hạo nói cho nàng một vạn đồng tiền một tháng tiền lương, cũng chỉ cho rằng là đang nói đùa. Đừng nói 11.000 tháng, chính là một năm một vạn, nàng cũng không dám nghĩ. Cách trường thi gần, ngủ địa phương cũng thoải mái, sáng sớm ngày thứ hai ba người tinh thần thoải mái lên, thu thập thỏa đáng chừa đường rút vào trường thi. Lục hạo đồng dạng lên phi thường sớm, có điều nhưng là hướng về chợ bán thức ăn đi tới. Tô Cẩn đến thi đại học ngàn cân treo sợi tóc. Hắn chuyện làm ăn cũng tương tự đến thời khắc sống còn, lập tức liền muốn chính thức doanh nghiệp. Trang trí xong cửa hàng cửa, bản hiệu đã quải lên, mặt trên viết vì là dân sinh tiên siêu thị vài chữ. Bên trong quầy hàng trên cũng tương tự đã bày ra không ít trái cây rau dưa, tương đối dễ dàng xấu, mới mẻ độ yêu cầu phi thường cao rau dưa đợi được khai trương cùng ngày sáng sớm mới gặp mang lên đến. Ở vào lúc này có 7 người đứng trước mặt của hắn, Trương Chí Cương, Thạch Hùng, ngoài ra còn có 5 tên người phục vụ. Qua mấy ngày cửa hàng của chúng ta chính thức khai trương, vào lúc ấy chuyện làm ăn nhất định sẽ phi thường bận bịu, các ngươi nhất định sẽ phi thường khổ cực. Lục Hạo trực tiếp nói Thế nhưng các ngươi cũng phải nhận được phi thường cao báo lại, ngoại trừ cố định tiền lương ở ngoài, mỗi người còn có thể bắt được trích phần trăm. Ta ăn thịt không giả, nhưng các ngươi cũng tương tự gặp uống đến thang, nhớ kỹ, yêu cầu của ta chỉ có một cái, vậy thì là nhất định phải bảo đảm khách hàng độ hài lòng, nhất định phải làm cho khách hàng phản phất đến nhà mình như thế, doanh nghiệp nhà nước chợ bán thức ăn loại kia phục vụ thái độ nhất định phải vứt bỏ đi, ai muốn là không chăm chú làm, lập tức cút cho ta bất luận người nào lưu tình cũng không được. Bao quát hai người. Hắn đột nhiên sắc mặt thay đổi, nhìn Trương Chí Cương cùng Thạch Hùng. Phi thường nghiêm túc. Hai người này một cái với hắn là nhiều năm bạn tốt, một cái khác thì lại từ doanh nghiệp nhà nước công tác theo hắn, nhưng tương tự cũng bị cảnh cáo. Yên tâm đi, hạo ca. Thạch Hùng nói rằng, ta muốn làm không được, không cần ngươi từ ta, chính ta cuốn gói cút đi trương chí cương cũng lập tức gật đầu ta cũng vậy hắn mấy cái người phục vụ cũng đều dồn dập gật đầu nhưng thành thực bên trong có chút lời oán hận quái lục hạo quá nghiêm khắc có điều thạch hùng cùng trương chí cương đều nói như vậy hai người này cùng lục hạo còn khá là thân cận các nàng cũng chỉ có thể theo gật đầu đang lúc này lục hạo từ trong túi tiền lấy ra mấy cái tiền lì xì qua mấy ngày liền khai trương ngày đó chuyện làm ăn bận bịu không có thời gian cho các ngươi phát lì xì ngày hôm nay liền đem cái này tiền lì xì cho các ngươi trước tiên phát ra khai trương đại cát lấy cái vui mừng nói hắn liền đem tiền lì xì phát ra một người một cái tiền lì xì phát xong sau khi hắn liền chắp tay sau lưng ở trong siêu thị loanh quanh kiểm tra lại đến hắn vừa đi mấy cái người phục vụ đều khe khẽ bàn luận lên thật nghiêm khắc a à, ta có chút hối hận từ chức đến bên này công tác đúng đấy doanh nghiệp nhà nước như vậy công việc ổn định, làm sao liền làm chuyện ngu ngốc từ đây. Ta vẫn là lần thứ nhất thu đến lão bản phát tiền lì xì, không biết có bao nhiêu. Có thể có bao nhiêu. Nhiều lắm chính là mấy mau tiền chứ, cũng là cầu mong niềm vui mà thôi. Năm người bên trong, có ba cái trước kia là chợ bán thức ăn công nhân, bởi vì lục hạo cho tiền lương cao, từ lại đây theo lục hạo làm, hiện tại có chút hối hận rồi. Một cái người phục vụ mở ra tiền lì xì, ánh mắt lại trợn tròn. Mười đồng tiền. Chỉ chốc lát, nàng lại phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hai mươi đồng tiền. Lần này rõ ràng càng hưng phấn. Có thể mới hưng phấn quá mấy giây sau, nàng lần thứ ba rít gào lên. Ba mươi, nàng nắm trong tay tiền lì xì, mặt đỏ lên, lục lão bản phát ra một cái thật lớn tiền lì xì, là ba mươi đồng tiền. Có phải là lầm? Một cái người phục vụ còn tưởng rằng lục hạo là tính sai quá lớn. Nàng mấy cái người phục vụ lập tức mở ra chính mình tiền lì xì. Ta cũng là ba mươi. Ta cũng vậy. Không có lầm. Cái này mấy cái người phục vụ tất cả đều là nữ sinh, hơn nửa tuổi tác không lớn, đều dài không sai, nhìn thấy trong hồng bao số tiền, từng cái từng cái vui vẻ không thôi, tình cảnh dị thường cây thơm. Vào lúc này, người bình thường một tháng tiền lương mới ba bốn mươi đồng tiền có thể lục hạo cho các nàng khai trương tiền lì xì liền 30. Lão bản đại khí A. Truyền siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 45. Đến, chạm hạo ca một hồi thử xem. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Mấy người vừa nảy oán giận trong nháy mắt liền không còn. Bị kinh hỉ bao vây. Vốn tưởng rằng chỉ có mấy mau tiền, chỉ là lấy cái vui mừng, có thể nơi nào nghĩ đến nhưng ở ngoài dự liệu nhiều như vậy, cho gần một tháng tiền lương. Ta đi làm việc. Ta đi đem địa tha một hồi. Ta đem ngăn tủ lại lau chùi một hồi hưng phấn qua đi, vài tên người phục vụ lập tức bắt đầu bận túi bụi, nguyên bản mặt đất, cái kệ thực toàn bộ cũng đã quét tước đến phi thường sạch sẽ, nhưng hiện tại mấy người này lại chủ động tìm việc làm, hơn nữa phi thường ra sức. Ở một bên, Lục Hạo đã sớm vẫn đang yên lặng quan tâm mấy người vẽ mặt biến hóa, nhìn thấy tình huống như thế, hắn lộ ra cáo già vẽ mặt, muốn chính là hiệu quả như thế này. Có trừng có phạt, đây mới là ngự người, người chi đạo, làm ăn cùng đánh trận như thế, muốn thưởng phạt có độ hạo ca đúng là thủ đoạn cao cường a à. trương chí cương cảm thán nói rằng hắn đồng dạng nhìn ra lục hạo làm như vậy mục đích ân uy cùng ban cảnh cáo hắn cùng thạch hùng để những này người phục vụ cảnh giác liền người thân cận đều không có tình người người khác nếu như làm chênh lệch hậu quả không được càng nghiêm trọng này mấy cái người phục vụ căn bản không phải là đối thủ của lục hạo lập tức bị dọa cho sợ rồi nhưng trong lòng có oán khí. Mấy cái tiền lì xì, lập tức lại để cho này mấy cái người phục vụ vui vẻ ra mặt, một giải oán khí, thậm chí cảm ơn đái đức. Thủ đoạn thật sự là cương. Chính hắn cũng nhảy ra tiền lì xì, bên trong là một tấm 50 tiền mặt. Hơi hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng cùng người phục vụ như thế cũng là 30 đồng tiền, thế nhưng không nghĩ đến thêm ra 20 đồng tiền. Biết rõ đây là lục hạo thủ đoạn, lấy đó hắn cùng những nhân viên này không giống nhau cấp bậc muốn cao một chút càng quan trọng một điểm chính là vì lung lạc hắn nhưng hắn nhưng vẫn là rất thoải mái rất cao hứng dương mưu quá lợi hại so với lý nghiễm tài cái này ở chủ nhiệm vị trí đợi nhiều năm nhân thủ đoạn còn già hơn luyện thạch hùng nhưng là cái gì nói đều không có nói tiền lì xì không thèm nhìn trực tiếp ôm vào trong túi sau đó lại đi kiểm tra trái cây rau dưa xem có hay không nát đi chính là mới vừa rồi không có phát hiện, lại từ đầu lấy ra đến. Lục hạo dù cho không cho hắn tiền lì xì, hắn cũng sẽ ra sức làm việc. Thời gian loán một cái quá khứ hai ngày, trong hai ngày này, vì là dân sinh tiên siêu thị bên này khu chung gõ mỏ, trong siêu thị bộ treo lên vui mừng tranh chữ, đèn lồng. Cách khai trương cũng chỉ còn sót lại thời gian một ngày. Lục hạo đem khai trương thời gian định ở thi đại học sau khi kết thúc ngày này, mấy ngày này rất bận, có thể đánh không lục hạo vẫn là mỗi ngày buổi trưa cùng buổi tối đều sẽ cho tô cẩn đưa cơm bên ngoài đương nhiên cũng có thể ăn nhưng lục hạo lo lắng không vệ sinh bình thường không có gì thi đại học loại này lúc mấu chốt ăn đau bụng ảnh hưởng chính là cả đời đây là hắn nên làm cũng là hắn nợ tô cẩn hắn ở còn kiếp trước ân tình thi đại học ngày cuối cùng buổi trưa đưa sau khi ăn xong lục hạo đến vì là dân sinh tiên siêu thị bên này lại có thêm nửa ngày thời gian sáng mai liền muốn chính thức doanh nghiệp vừa lúc đó mấy người đi tới hơn nữa đều vẫn là người quen mã hữu lương lý kính tùng vương kiến thạch hùng nhìn thấy lý kính tùng cùng vương kiến phi thường tức giận hai người các ngươi làm sao với hắn đi tới đồng thời bởi vì mã tổng cùng mục tiêu của chúng ta như thế hắn muốn đối phó lục hạo vì lẽ đó chúng ta hãy cùng hắn đi tới đồng thời lý kính tùng dương dương tự đắc lục hạo không nghĩ tới đi chúng ta gặp cùng mã tổng đi tới đồng thời đã sớm nói với ngươi rồi nhưng ngươi chờ xem hãm hại huynh để chúng ta hai cái ngươi nhất định phải trả giá thật lớn kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu chúng ta cùng mã đều là bằng hữu vương kiến lớn tiếng nói hai người tức giận phi thường vẫn bị bọn họ khanh người lại hãm hại chính mình hơn nữa lục hạo còn đem hai người bọn họ làm kẻ ngu si chơi liền chủ động tìm tới mã hữu lương theo hắn làm ba người ăn nhịp với nhau biết lục hạo chuyện làm ăn sắp khai trương lập tức tới ngay ngột ngạt kẻ đáng ghét lục hạo nhưng chỉ là liếc hai người bọn họ một ánh mắt khinh thường nói hai người vẫn đúng là coi chính mình là hành tây cùng mã hữu lương đồng thời cũng là rác rưởi năm năm thời gian không biết hãm hại ta bao nhiêu lần tiền cơm ta đều không nói với các ngươi cái gì để cho các ngươi mời một lần khách liền căm ghét trong lòng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn buồn nôn hơn ta làm người làm thành hai người dáng dấp như vậy thực sự là thất bại, ta đều thay các ngươi cha mẹ cảm thấy đến mất. Mặt. Hai người này muốn đối phó hắn, còn nộn điểm. Hắn không sợ, con rệp tiến đến trả lại hết là con rệp. Lý Kính Tùng cùng Vương Kiến bị lục hạo như thế đổi, muốn phản bác, có thể suy nghĩ hồi lâu lại không nghĩ ra phản bác lời nói, bởi vì lục hạo nói xác thực là sự thực. Mã Hữu Lương mở miệng, lục lão bản, Ngươi cũng đừng tranh đua miệng lưỡi, ngươi cửa hàng ngày mai sẽ khai trương, ta cố ý lại đây cho ngươi nhắc nhở một chút, bắt đầu từ ngày mai, ta đem hướng về mỗi cái tiểu khu đưa rau, hơn nữa ta gặp tiến hành xuống giá khuyến mãi. Được. Lục Hạo gật gù, phi thường bình tĩnh. Làm sao là cái này phản ứng? Mã Hữu Lương một hồi liền không vui, thật giống một quyền đánh vào cây bông trên. Lần trước nói muốn cướp Lục Hạo chuyện làm ăn, hướng về tiểu khu đưa rau cướp đối phương thị trường cùng bánh ga tô lục hạo không có phản ứng gì thậm chí càng đem máy kéo cho thuê lại cho hắn hắn suýt chút nữa bị tức ra nội thương hiện tại cố ý nói muốn ở lục hạo khai trương cùng ngày xuống giá bán rau lục hạo lại chỉ là tùy ý đáp một tiếng không có chút nào sợ sệt hắn chẳng lẽ không biết chính mình làm như vậy gặp sản sinh hậu quả sao một bên lý kính tùng ngay lập tức sẽ đạo lục hạo ngươi là kẻ ngu si đi nghe không hiểu mã tổng là có ý gì sao ngươi chợ bán thức ăn ngày mai khai trương thế nhưng chúng ta ngày mai sẽ hướng về tiểu khu đưa rau đồng thời tiến hành xuống giá bán đến thời điểm có ai sẽ đến mua ngươi rau ngươi ngày thứ nhất khai trương ngày thứ nhất đóng cửa có hiểu hay không ha ha quá ngu liền ngươi như thế cái xuẩn dáng vẻ làm sao có khả năng làm được chuyện làm ăn còn đem chỗ này trang trí đẹp mắt như vậy nếu không thì chuyển cho ngựa tổng được vương kiến cũng theo chế nhạo hai người này hận không thể lục hạo chuyện làm ăn hiện tại liền thất bại hai người bọn họ tức giận phi thường một cái là lục hạo khanh tiền cơm của bọn họ cùng lục hạo chơi bản thân liền đem hắn làm công tử bạc liêu kết quả bị oan đại đầu chơi một cái khác nhưng là cái này so với bọn họ hai cấp độ còn thấp hơn oan đại đầu lại làm lên chuyện làm ăn mở nổi lên cửa hàng bán dưa rau quả rau làm nổi lên lão bản dựa vào cái gì một quãng thời gian không gặp chênh lệch lớn như vậy trong lòng bọn họ phi thường mất cân bằng. Hai người các ngươi làm chó làm cũng thật là tận tâm xứng chức. Lục hạo quét hai người một ánh mắt, Mã Hữu Lương nói một câu, hai người các ngươi liền theo sủ gọi lên, thực sự là chó tốt. Nói, hắn liền đi tới bên cạnh quầy thịt, cầm lấy hai cái không muốn xương vỡ đầu, bỏ vào hai người dưới chân đến, thưởng hai ngươi. Nhục nhã. Giết người tru tâm. Không nói gì thô tục, thế nhưng cử chỉ này nhưng đem hai người nhân cách để dưới đất không ngừng đạp lên, dẫm tiến vào vũng bùn bên trong. Người muốn chết. Người mắng chúng ta là cẩu. Hai nhân mã tốt nhất trước, muốn cùng lục hạo đánh một trận. Thế nhưng Thạch Hùng cùng Trương Chí Cương cũng hướng về trước, che ở lục hạo trước người. Hai người muốn làm gì? Đến, chạm hạo ca một cái thử xem. Chợ bán thức ăn hắn quen biết người cũng đi tới, trong ngày thường Lục Hạo hào phóng vô cùng, nằm khói tan, nữ bắt mấy cái hạt dưa. Những người này thấy có người gây sự, lập tức đứng ra. Trong cửa hàng năm tên người phục vụ, càng là nắm cái chổi, cây lau nhà, ghế tựa, thậm chí còn có cái cô nương trong tay nắm chặt một khối khoai tây, khí thế hùng hổ đứng ở Lục Hạo bên người. Truyền siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn động cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Ta là có tiền. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nhìn thấy nhiều như vậy người đứng ở lục hạo bên người, Lý Kính Tùng cùng vương kiến hai người dọa sợ. Túng. Thực sự không nghĩ ra, lục hạo nhân duyên làm sao tốt như vậy. Liền ngay cả mấy cái cô nương lá gan lại cũng lớn như vậy, theo tay cầm lên bên người đồ vật liền muốn đánh nhau. Tự hồ chỉ cần lục hạo nói một câu, lập tức liền gặp sông lại, nắm khoai tay gõ đầu của bọn họ, nắm cây lau nhà đâm mặt của bọn họ, nắm cái chổi đỉnh lý kính tùng cùng vương kiến hai người không dễ chịu dùng tay bưng cái mông đây chính là lục hạo thủ đoạn chỉ là tốn chút yên tiền tốn chút hạt dưa đậu phộng tiền lại nói chút thể kỹ lời nói gọi vài tiếng mỹ nữ liền thu được những người này hảo cảm có việc thật tiến lên vào lúc này không so với hậu thế hậu thế làm việc tốt đem người đập hỏng rồi khả năng phải bị truy trách nhưng lúc này gặp phải bất bình chỉ để ý trên đánh đối phương cha mẹ cũng không nhận ra đều được Lục Hạo nhìn Mã Hữu Lương, ta khuyên ngươi không muốn theo ta đối nghịch, ngươi không phải là đối thủ của ta, cố gắng làm trên tay mình chuyện làm ăn, chợ bán thức ăn không phải ngươi có thể chia sẻ. Mã Hữu Lương gương mặt đều khí đỏ. Lục Hạo so với hắn nhỏ tuổi, trước đây không lâu vẫn là một cái lưu manh, nhưng dám dùng bộ này ngữ khí nói chuyện với hắn. Vên mặt hất hàm sai khiến. Vên váo hung hăng. Hắn nhìn chầm chầm chợ bán thức ăn bên này đã đã lâu, vốn tưởng rằng nắm chắc nhưng kế hoạch toàn bộ đều bị lục hạo quấy rầy đừng tưởng rằng cầm mấy cái sạp vị trang trí một hồi liền thật cảm giác mình là cái lão bản ngươi hướng về tiểu khu đưa rau kiếm lời những người tiền e sợ hoa gần đủ rồi chứ mã hữu lương thuận bình khí nhìn chằm chằm lục hạo nếu như ngày mai khai trương thời điểm chuyện làm ăn không được không ngừng kiếm lời không tới tiền liền tiền kỳ tập trung vào đều sẽ toàn bộ đổ xuống sông xuống biển ngươi lại gặp trở thành một nghèo rất mồng tơi Hắn muốn đánh bại Lục Hạo, chỉ có như vậy hắn mới có thể một lần nữa chia sẻ chợ bán thức ăn. Nơi này vị trí quá tốt rồi, hắn thèm nhỏ giải đã lâu, cần phải muốn nắm tới tay trên. Đến vào lúc ấy hắn chuyện làm ăn liền có thể lên trên nửa đi tới. Sáng sớm ngày mai, ta gặp hướng về phụ cận mỗi cái tiểu khu đưa rau, mỗi cái tiểu khu chí ít một xe rau, hơn nữa toàn bộ đều đánh giảm một nửa tiêu thụ, chính ta bỏ tiền ra bán. Ta muốn để ngươi một khách quen đều không có ngươi ngày thứ nhất khai trương tiêu thụ là linh trứng gà. Ta là có tiền, không sợ nói cho ngươi, ta trong ngân hàng có 50 vạn tài chính, không chỉ như vậy, ta còn có ba bộ thương phẩm phòng, ngươi lấy cái gì theo ta đấu. Mã hữu lương con mắt vằn vện tia máu, tự tin tràn đầy nhìn lục hạo. Hắn muốn thắng. Hơn nữa nhất định có thể thắng. Nghe được câu nói này, thật là nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Thạch hùng sắc mặt rất khó nhìn, Trương Chí cương mặt cũng tương tự có chút tái nhợt, Lục Hạo tân chiêu năm tên người phục vụ càng là từng cái từng cái có chút thất kinh. 50 vạn a, à, cái kia phải là bao nhiêu tiền? 50 cái vạn nguyên hộ, còn có ba gian nhà, gộp lại không được có 60, 70 vạn tài sản. Đối phương mạnh mẽ như vậy, Lục Hạo có thể là đối thủ sao? Bọn họ hoãn rồi. Có thể Lục Hạo nhưng vẫn cứ không có nửa điểm sống lớn, nhàn nhạt nhìn Mã Hữu Lương không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt, nếu không nghe khuyên bảo, vậy được, phóng ngựa lại đây, ta tiếp chiêu chính là, ngày mai nơi này nhất định sẽ khách hàng doanh môn. Doanh thu ngăn kéo đều không chứa nổi, bên cạnh phải dùng cái cái thùng giấy trang tiền. Đối phương chút thủ đoạn nhỏ nhen này hắn căn bản là không để ở trong lòng. 50 vạn đối với người bên ngoài mà nói rất nhiều, nhưng lục hạo không sợ. Được, hy vọng ngươi ngày mai cũng có thể cứng như thế. Mã Hữu Lương mặt âm trầm, xoay người đi rồi. Lục Hạo không chịu thua, có điều không liên quan, hắn nhất định sẽ làm cho Lục Hạo thua. Một ngày đánh giảm một nửa không được, vậy thì hai ngày, ba ngày. Mãi đến tận Lục Hạo không chống đỡ nổi. Lão tử có tiền, không sợ ngao. Hắn phẫn hận nói. Hắn muốn Lục Hạo quỳ cầu chính mình tiếp nhận này năm nơi quay hàng. Mã hữu lương mấy người vừa đi, Trương Chí Cương vội vàng hỏi, Hạo ca, làm sao bây giờ? Cái này Mã Hữu Lương cũng thật là có tiền, hắn sáng sớm ngày mai thật muốn nửa giá thụ rau, những đại gia kia bác gái nhất định sẽ ở trên tay hắn mua thức ăn, thì sẽ không đến chợ bán thức ăn. Thạch Hùng tuy rằng không lên tiếng, nhưng là cũng đồng dạng một mặt lo lắng nhìn Lục Hạo. Xong xuôi, ta mới lên ban, sẽ không liền muốn thất nghiệp chứ. Không nghĩ đến người kia có tiền như vậy, này không phải đối thủ A. À? lại đến một lần nữa tìm việc làm. Mấy cái người phục vụ cũng đều là kêu trên một mảnh, cho rằng Lục Hạo thua định. Yên tâm, các ngươi muốn tin tưởng ta. Lục Hạo một điểm không lo lắng. Hắn đối với mấy cái người phục vụ đạo, mấy người các ngươi hiện tại liền xuống ban, về sớm một chút nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai hừng đông 1.00 lại đây, chuẩn bị doanh nghiệp. Trong cửa hàng sớm thả một chút trái cây rau dưa, có điều đều là khá là nại chứa đựng, sẽ không ảnh hưởng vẻ ngoài, còn có một chút đối với mới mẻ độ yêu cầu tương đối cao, đợi được ngày mai lúc trạng sáng mới gặp đưa tới. Bán dưa rau quả rau, bán chính là mới mẻ, những đại gia kia bác gái chọn vô cùng, nhất định phải thỏa mãn điểm này mới có thể hình thành danh tiếng, đem chuyện làm ăn bắt tay vào làm. Mấy cái người phục vụ tràn ngập lo lắng, nhưng lúc này đã không có biện pháp gì, chỉ có thể nghe theo lục hạo dặn dò, rất sớm trở lại. Mà vào lúc này, lục hạo rồi hướng thạch hùng cùng trương chí cương đạo đi theo ta đồng thời tới phòng làm việc siêu thị bên cạnh cách ly đi ra một cái máy mờ gian phòng nhỏ đảm nhiệm văn phòng ba người đi vào lục hạo hướng thạch hùng ra hiệu một hồi thạch hùng lập tức đóng cửa lại đem rèm cửa sổ kéo lên chúng ta một chút còn có chút việc liền không với các ngươi dông dài trực tiếp tiến vào chủ đề lục hạo từ trong túi tiền lấy ra một gói thuốc lá cho hai người một người tản đi một cái thiêu đốt chính mình cây này đem bật lửa ném cho trương chí cương mã hữu lương tự cho là nửa giá khuyến mãi liền có thể làm cho ta chuyện làm ăn bị hao tổn ngày mai không có khách hàng quan lâm thật bức bách ta đem quầy hàng nhường ra đi cái này thủ đoạn rất độc nếu như người bình thường vẫn đúng là không có cách nào giải quyết nhưng hắn gặp phải chính là ta nói đến đây hắn cười khẽ hai tiếng kiếp trước đạt đến cao như vậy giá trị con người gặp phải khó khăn ngàn ngàn vạn hiện nay cái này chỉ là chút lòng thành thôi vốn không muốn bắt người tế cờ một mực có người nhất định phải đem đầu tập hợp lại đây hắn nhìn thạch hùng ngày mai hừng đông có không ít trái cây rau dưa đưa tới phương diện này ngươi đến phụ trách chất lượng kiểm soát được mang lên cái kệ dán lên giá cả nhãn mát không thành vấn đề thạch hùng gật đầu trả lời thẳng thắn dứt khoát không nhiều lời thế nhưng chỉ cần lục hạo bàn giao chuyện gì khác nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi làm. Lục Hạo vừa nhìn về phía Trương Chí Cương, ngươi đợi một chút đi chuyến cửa hàng điện tử, mua một đài Mitsubishi bài điều hòa, một đài 18 in hãng phi dược TV màu, lại mua một đài hãng tuyết hoa tủ lạnh. Lục Hạo lấy ra trên người cuối cùng còn lại một ít tiền, nhiều tiền liền mua quà, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, tắm rửa bồn, khăn mặt, bình nước nóng loại hình đồ vật. Trương Chí Cương bối rối. Hắn phi thường buồn bực. Hào ca, làm cái gì vậy? Chúng ta là bán dưa rau quả rau, hiện tại ngươi lại gọi ta đi mua thiết bị điện, ta không hiểu rõ. Hắn thật mơ hồ. Nhận thưởng. Lục Hạo nhếch miệng nở nụ cười, phàm là đến tươi sống siêu thị tiêu phí khách hàng, đạt đến nhất định số tiền là có thể thu được nhận thưởng cơ hội, nhưng ngươi mua những thứ đồ này chính là phần thưởng. Truyền siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng, xa hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Tất cả xem ngày mai. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhận thưởng. Nghe được câu nói này, Trương Chí Cương cả kinh nói, hạo ca, những này phần thưởng cũng quá đắt chứ. Mitsubishi điều hòa hơn 8.000, hoàn toàn có thể dùng quốc sản nhãn hiệu thay thế, 3, 4.000 là được, có thể tiết tiết kiệm không ít tiền, hoặc là nhiều mua máy đài thành tựu phần thưởng đều được. Còn có Tivi, cũng không nhất định cần phải dùng Tivi màu, dùng Tivi trắng đen là được, hơn nữa cũng không nhất định nhất định phải mua lớn như vậy nhỏ bé, 14 inch liền được rồi lại có thêm tủ lạnh, cũng đều có tiện nghi, sa tùng, nhà nhạc đẹp, mây trắng, đều chỉ cần hơn một ngàn, có thể tiết kiệm hơn một ngàn đồng tiền. Hắn thật sự bị lục hạo tác phẩm làm sợ, chưa từng thấy nhận thưởng phần thưởng như thế xa hoa. Chỉ riêng này tam đại kiện liền vượt qua một vạn. Không, liền dựa theo ta nói này mấy cái hàng hiệu đi mua, nhà ta dùng chính là này mấy tấm bản thiết bị điện, vô cùng tốt. Lục hạo lắc đầu, phần thưởng trần nhà nhất định phải cao, ba cái 3 ngàn đồng tiền điều hòa, sức hấp dẫn kém xa một cái hơn 8 ngàn điều hòa lớn, muốn tăng cường phần thưởng số lượng, tăng lên tỷ lệ trúng thưởng, có thể dùng quạt máy, bàn chải đánh răng, kèm đánh răng, khăn mặt loại hình vật phẩm. Hai màu bóng sức hấp dẫn so với vé sổ số có thể muốn lớn hơn nhiều. Phần thưởng mức càng lớn, càng có thể khiến người ta điên cuồng. Đây là mệnh lệnh bắt buộc, ngươi nếu như dám vi phạm ý của ta, lập tức cho ta cuốn gói cút đi. Lục Hạo phi thường nghiêm khắc, không nỡ hài tử không quàng tới lan, muốn làm liền làm tốt nhất. Đá cẩm thạch sàn nhà đều rải ra, nhập khẩu đèn đều đã vận dụng, gỗ trắng cái kệ đều đánh tới, ta còn kém điểm ấy phần thưởng tiền. Hán đạo, làm người không thể tầm nhìn hạn hẹp, mã hữu lương nửa giá tiêu thụ trái cây rau dưa, đơn giản chính là muốn dùng tiện nghi giá cả ngăn cản những người tiểu khu cư dân đến thăm ta chuyện làm ăn, nếu như vậy, ta hay dùng những này đắt giá thiết bị điện hấp dẫn khách hàng hắn hai mắt tỏa ánh sáng, dường như nhìn chầm chầm con mồi lan. so với làm ăn, ai sợ ai. một trận tuyệt đối không thể thua, các ngươi đều phải nghiêm ngặt dựa theo chỉ thị của ta đi làm, vì dân sinh tiên siêu thị không chỉ mở này một nhà, là gặp hình thành vô số chi nhánh, khắp toàn bộ gian thành, khắp toàn tỉnh, thậm chí khắp toàn quốc, hướng về thế giới xuất phát, đưa ra phần thưởng nhất định phải để thị dân không có từ chối đến thăm lý do. hơn nữa lớn như vậy trận chiến còn có thể hấp dẫn đến đài truyền hình vì chúng ta miễn phí làm tuyên truyền một khâu chụp một khâu hắn sớm đã có tính toán đợi được hiện tại mới nói vì là chính là bảo mật hạo ca vừa nãy là ta nghĩ ra yên tâm ta nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi nghiêm ngặt đi làm trương chí cương lập tức nói rằng chỉ là hắn đối với lục hạo lời nói còn hơi nghi ngờ đem vi dân sinh tiên siêu thị mở hướng về toàn quốc mở khắp toàn thế giới. Này không khỏi có chút nói mơ giữa ban ngày, thật muốn đạt đến loại kia cấp độ, phải là thế nào cảnh tượng. Lục hạo tiếp tục sắp xếp, không chỉ là chuyện này, mặt khác còn phải chung quanh thiếp tuyên truyền đơn, đem vi dân sinh tiên siêu thị khai trương tin tức tuyên truyền mở, để thị dân biết được, hơn nữa muốn cường điệu cường điệu nhận thưởng hoạt động, đem máy truyền hình, điều hòa, tivi màu bức ảnh đánh vào tuyên truyền đơn trên, tối hôm nay đem tuyên truyền đơn quay chung quanh chợ bán thức ăn, dọc theo chu vi tiểu khu toàn bộ đều dán đầy nhiều tìm những người này đi làm chuyện này hơn nữa nhất định phải là chờ đến tối phần lớn người đều nghỉ ngơi sau khi lại đi làm buổi tối thiếp tuyên truyền đơn có thể ra không ngờ không đến nỗi bị mã hữu lương phát hiện phòng ngừa đối phương gặp sớm làm ra ứng đối nửa đêm thiếp truyền đơn ngày thứ hai sáng sớm thì dân liền sẽ thấy tuyên truyền đơn mặt trên nội dung vào lúc ấy mã hữu lương mặc dù nhìn thấy cũng không kịp ứng đối chuyện làm ăn cùng đánh trận rất nhiều nơi là tương thông thời cơ phi thường trọng yếu được trương chí cương gật đầu hắn rất hồi hộp cả người nổi da gà đều lên vốn tưởng rằng không có cách nào ứng đối mã hữu lương không nghĩ đến lục hạo sớm đã có kế hoạch hơn nữa cái kế hoạch này hùng vĩ như vậy hắn đối với lục hạo càng thêm khâm phục không trách trận đánh lúc trước mã hữu lương khiêu khích lục hạo không có chút nào hoảng nguyên lai like trong lòng sớm đã có kế hoạch tự hỏi mình, chính hắn là không nghĩ ra được loại này kế hoạch, cũng không có lớn như vậy quyết đoán. Ngày mai vi dân sinh tiên siêu thị khai trương, nên là làm sao cảnh tượng. Suy nghĩ một chút hắn đều tràn ngập chợ mông, tóc gáy dựng lên, loại tâm tình này ở chợ bán thức ăn làm chức nào sẽ chưa bao giờ có. Nếu rõ ràng, vậy thì đi làm đi, tất cả liền xem ngày mai. Lục Hạo nói rằng. Hắn đứng lên, đem cuốn thuốc lá ném xuống đất, đưa chân dẫm dẫm, trong lòng cũng có chút kích động có một số việc dù cho từng làm có thể thay đổi đối tượng sau vẫn để cho người nghiện thạch hùng cùng trương chí cương đi làm đi tới lục hạo ra văn phòng hướng về thứ ba trung học đi ngày hôm nay là thi đại học ngày cuối cùng tô cẩn lập tức liền muốn thi xong đợi được trường thi ở ngoài thời điểm phát hiện đã sớm tụ tập không ít gia trưởng cùng hậu thế lẫn nhau so sánh duy nhất không giống chính là xe cộ tương đối ít thế nhưng gia trưởng tha thiết chờ đợi ánh mắt nhưng không hề có sự khác biệt mong con hóa rồng vọng nữ thành phượng đây là cha mẹ chờ đợi từ xưa đến nay đều là như vậy lục hạo cũng hướng trường thi nhìn lại lại có thêm một hồi liền muốn kết thúc vừa lúc đó bỗng nhiên bên cạnh vang lên một thanh âm này không phải lục hạo sao lục hạo theo âm thanh nhìn sang nói chuyện chính là một vị tóc sơ bóng loáng sáng loáng lượn mặt trên còn lau sáp chải tóc trời nóng như vậy còn ăn mặc âu phục đánh cà vạt nam tử trương vĩnh cường tô gia một cái khác cô gia hắn bên cạnh đứng một người phụ nữ cùng tô mẫn có mấy phần giống nhau thế nhưng ánh mắt lại có chút cay nghiệt khiến người ta nhìn rất không thoải mái nữ nhân này chính là tô mẫn đại tỷ tô ngọc mai hai vợ chồng này cũng tới không ngừng hai người bọn họ cha mẹ vợ vương quý chi cũng ở bên cạnh ba người này rõ ràng cũng là tới đón tô cẩn mẹ. Lục Hạo lên tiếng chào hỏi. Dù cho cha mẹ vợ xem thường hắn, nhưng nên có lễ nghi vẫn phải là phải có. Hư Vương Quý Chi tức giận. Một bên Trương Vĩnh Cường giáo huấn giọng điều đạo, Lục Hạo, ngươi xem một chút, đem mẹ nhà tức rồi, ngươi cũng quá chẳng ra gì, lại để tiểu cẩn ở bên ngoài trụ, cũng là lúc đó ta không ở nhà, muốn ta ở nhà, tuyệt không thể biết nhường ngươi làm ra như vậy xuẩn sự. Lục Hạo nhìn hắn, không thích cách trường thi gần cuộc thi càng dễ dàng một chút có vấn đề gì không tuy rằng đều là cô gia có thể ở nhà họ tô trương vĩnh cường được hoan hắn nhưng không được hoan nghênh đến hiện tại ngươi đều không ý thức được chính mình sai rồi ngươi có phải là thật hay không cùng mẹ có cừu oán cho nên mới như thế muốn muốn hại chúng ta một nhà trương vĩnh cường vẻ mặt rất khuếch đại ngươi biết một cô gái trụ khách sạn nguy hiểm cỡ nào sao vàng nhất nàng gặp phải người xấu làm sao bây giờ lại một cái ở bên ngoài ăn cơm không vệ sinh đau bụng làm sao bây giờ tiểu cẩn nếu như thi không lên đại học trách nhiệm này ngươi gánh chịu nổi sao ta xem ngươi rõ ràng chính là đối với mẹ có ý kiến đối với chúng ta một nhà có ý kiến cho nên mới cố ý làm ra chuyện như vậy ở bề ngoài là quan tâm kỳ thực chính là muốn hại tiểu cẩn thi không lên đại học báo đáp tốt phục nhà chúng ta hắn liền tình huống cụ thể cũng không hỏi, trực tiếp đem nước bẩn dội đến lục hạo trên người. Đối với lục hạo, hắn không ngừng xem thường, còn có chút đố kỵ, tô mẫn so với tô ngọc mai đẹp đẽ hơn nhiều, lại tiện nghi cái này lưu manh, có điều có thể thường thường giảm một giảm cái này lưu manh cũng rất thoải mái. Tâm tình không tốt liền nắm lục hạo hả giận, trước đây hắn cũng là làm như vậy, không ai giúp lục hạo nói chuyện, lục hạo chỉ có thể được. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển. Huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Ngươi mặt vẫn đúng là đại. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lục Hạo biết hắn đang tìm chính mình ra. Ở chỗ khác tìm tới không tồn tại cảm, cái này chạy tới mình soạt tồn tại cảm. Đáng tiếc, hắn tìm lộn người lấy đầu của ngươi có thể cân nhắc đến vấn đề ta sẽ cân nhắc không tới lục hạo lạnh lùng nói ta cho tiểu cẩn đính chính là tốt hơn khách sạn nạn hai bằng hữu bồi tiếp đồng thời ba người đều tại đây cái trường thi cuộc thi vấn đề an toàn không cần lo lắng đúng là ngươi trời nóng như vậy còn ăn mặc âu phục đánh cà vạt không nóng thật sự coi chính mình là cái nhân sĩ thành công này lưu manh lại phản bác còn nói ra lớn lối như vậy sĩ nhục người lời nói trương vĩnh cường rất kinh ngạc trước đây lục hạo xưa nay không dám như vậy làm sao lá gan mập cha vợ cha mẹ vợ đều yêu thích hắn không thích lục hạo ngày lễ ngày tết gặp nhau toàn gia đều là quay chung quanh hắn chuyển lục hạo nhưng là bị phê phán hoặc là bị không để ý tới cái kia biên giới người điều này làm cho trong lòng hắn được thỏa mãn cực lớn bình thường tâm tình không tốt liền trào phúng lục hạo vài câu lục hạo cũng xưa nay cũng không dám phản bác ngày hôm nay nhưng chăm biếm lại. U A, còn dơ chân, sốt ruột, sốt ruột, ngươi chính là đố kỵ, đố kỵ ta lão công làm ăn mạnh hơn ngươi. Một bên, Tô Ngọc Mai trừng mắt một đôi cây nghiệt mắt thấy lục hạo, muốn không phải chúng ta có việc không về nhà được, làm sao nhường ngươi làm như thế, tiểu cẩn nếu như không thi tốt thì trách ngươi. Còn dâu nói không sai, ta là cái người làm ăn, nói chuyện làm ăn nhất định phải mặc âu phục, đây là đối với đối phương tôn trọng, ngươi biết cái gì? Trương Vĩnh Cường lập tức nói theo. Lục Hạo nở nụ cười, nhìn hắn, vậy ngươi đàm luận thành cái gì món làm ăn lớn, kiếm lợi bao nhiêu tiền, nói ra nghe một chút. Lời này dường như một ám côn, đập vào Trương Vĩnh Cường bảy tất trên, hắn trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Không sai, hắn không có kiếm được tiền, thậm chí còn thiệt thòi không ít tiền, mặc âu phục đeo ca rác vì là chính là trang bỉ, sợ người khác nhìn ra hắn thiệt thòi tiền, nhìn ra hắn làm ăn thất bại hơn nửa ngày hôm nay đến trường thi tới đón tô cẩn nghĩ trong trường thi không ít người đều là tương lai chuẩn sinh viên đại học ăn mặc âu phục đánh cà vạt tại đây chút tương lai sinh viên đại học trước mặt có thể càng thêm có mặt mũi trên thực tế hắn đã sớm nóng đến không xong rồi mới vừa nếu như lục hạo không nói hắn chuẩn bị đem áo khoác cởi xuống đến rồi nhưng hiện tại lục hạo vừa nói như thế hắn phản ngược lại không tiện cởi xuống đến chỉ có thể tiếp tục ăn mặc ta tạm lúc mặc dù không làm thành cái gì món làm ăn lớn nhưng ít ra tìm tòi ra không ít kinh nghiệm làm ăn lại như đánh trận như thế có thua có thắng này không phải rất bình thường sao trương vĩnh cường tìm tới cãi lại lý do ai làm ăn có thể vẫn thành công ta có thể lục hạo nói ha ha cười chết ta rồi ngươi mặt cũng thật là lớn một cái lưu manh công việc đàng hoàng đều không có một cái còn dám nói làm ăn gặp vẫn thành công ngươi từng làm chuyện làm ăn sao, liền dám nói thế với. Trương Vĩnh Cường xem thường. Được rồi, lão công, không muốn nói với hắn, người như thế nói nhiều với hắn mấy câu nói chính là lãng phí thời gian, cũng không biết tiểu mẫn coi trọng hắn cái gì, còn với hắn sinh hoạt chung một chỗ, quả thực chính là ném chúng ta tô ra mặt mũi. Tô Ngọc Mai nói. Cha mẹ vợ vương quý chi cũng trừng mắt lục hạo, liền không nên nghe lời ngươi, để tiểu cẩn đi ra trụ, là ta bị hồ đồ rồi, Ngươi cái này lưu manh đề kiến nghị có thể có cái gì tốt? Đang lúc này, cuộc thi kết thúc tiếng chuông vang lên. Mấy phút sau khi Tô Cẩn xuất hiện ở trường thi cửa, rất xa nàng hướng về phía bên này vẫy tay, anh rể. Anh rể. Anh rể. Tạ Toa cùng đoàn phương cũng ở, hai cô nương điểm chân, trùng bên này gọi. Tiểu Cẩn ở đánh với ta bắt chuyện. Nhìn thấy tình huống này, Trương Vĩnh Cường rất hưng phấn tô cẩn cực kỳ đẹp đẽ, tám chín phần mười chín là sinh viên đại học, vừa ra trường thi liền chào hỏi hắn, điều này làm cho hắn phi thường có mặt mũi, hơn nữa trong lòng thậm chí có một chút khác ý nghĩ. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, nói không chắc có thể phát sinh một ít cố sự đây. Cái kia hai nữ sinh là ai, cũng đang gọi anh rể ngươi, đánh với ngươi bắt chuyện đây. Tô Ngọc Mai hỏi. Hẳn là tiểu cẩn bằng hữu, khẳng định là từ tiểu cẩn cái kia nghe qua tên của ta, đối với ta rất sùng bái, cho nên mới phải theo tiểu cẩn đồng thời gọi ta tỷ phu. Trương Vĩnh Cường kéo kéo cà vạt, lại vuốt vuốt tóc, xem ra ta ở tiểu cẩn trong lòng phân lượng rất đủ a. À. Đó là đương nhiên, lão công ngươi nhưng là người làm ăn. Tô Ngọc Mai liếc mắt một cái lục hạo, so với người kia mạnh hơn nhiều, cũng không biết có mấy người da mặt làm sao như vậy vậy, thấy nhà ta muốn ra một cái sinh viên đại học, hắn liền ba ba tập hợp lại đây, muốn định bợ đi tiểu chiếu chiếu chính mình đi liền như ngươi vậy cũng xứng nói chính là lục hạo bọn họ cho rằng lục hạo lại đây chính là nịnh bợ tô cẩn vào lúc này trong nhà có thể ra một cái sinh viên đại học phi thường ghê gớm thế nhưng đón lấy một màn lại làm cho tô ngọc mai trương vĩnh cường hai người xem sững sờ tô cẩn chạy tới sau không phải hướng về hai người bọn họ bên người đến mà là đến lục hạo bên người anh rể ngươi đến rồi à tạ toa cùng đoàn phương một cái lớn một cái bạch mỗi người có đặc sắc hai nữ sinh cũng đều chạy đến lục hạo bên người anh rể anh rể thời gian mấy ngày hai người này cô nương cùng lục hạo cũng có thể mở nổi tiểu chuyện cười mặc kệ lục hạo có đồng ý hay không đều đi theo tô cẩn như thế gọi hắn tỷ phu trương vĩnh cường há hốc mồm này xảy ra chuyện gì không phải gọi hắn sao chạy thế nào đến lục hạo bên người đi tới tô ngọc mai lập tức nói tiểu cẩn ngươi xảy ra chuyện gì anh rể ngươi ở chỗ này đây ngươi chạy đến cái kia lưu manh bên cạnh đi làm cái gì lục hạo cũng là ta tỷ phu ta vừa nãy gọi chính là hắn tô cẩn nói rằng xin lỗi a à, ta vừa nãy không thấy ngươi cùng đại tỷ phu cũng ở trương vĩnh cường gương mặt đều tái rồi hắn rồi cùng lục hạo đứng chung một chỗ lại bị không để ý tới hắn liền như vậy không đáng chú ý hắn rất buồn bực trước tô cẩn không là phi thường không ưa lục hạo sao thậm chí vén tay áo lên muốn cùng lục hạo đánh nhau vì nàng nhị tỷ tô mẫn chóng đỡ đầu làm sao hiện tại ngược lại như thế thân cận tiểu cẩn ngươi thi đến thế nào vương quý chi rất quan tâm vấn đề này so với bình thường cuộc thi thời điểm phát huy còn tốt hơn tô cẩn lập tức nói rằng phi thường tự tin lên đại học hẳn là nắm chắc không chỉ có như vậy vẫn có thể thi đậu nàng lý tưởng bên trong đại học vậy thì tốt có điều sau này cũng không thể tiếp tục nghe lục hạo lời nói cái này lưu manh suýt chút nữa hại ngươi trên không được đại học trương vĩnh cường rốt cục chờ đến cơ hội ngươi một cô gái làm sao có thể ở bên ngoài khách sạn trụ quá nguy hiểm hơn nữa lại là thi đại học trọng yếu như vậy trường hợp ẩm thực muốn đặc biệt chú ý ở bên ngoài ăn đồ ăn không sạch sẽ nếu như trường thi trên đau bụng ảnh hưởng phát huy gặp tạo thành chung thân tiếc nuối có điều cũng may hữu kinh vô hiểm nhưng ngươi đại tỷ phu lời của ta nói phải nhớ ở trong lòng hắn lại lần nữa hướng về lục hạo trên người dội nước bẩn nhìn thấy tô cẩn kéo lục hạo cánh tay hắn tức giận nghiến răng mặt khác hai nữ sinh cùng lục hạo trạm cũng rất gần càng làm cho hắn đố kỵ một cái lưu manh có thể như thế được hoan nghênh truyền siêu giải trí không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 Đây là nhị tỷ phu cho ta đính phòng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngươi nghĩ đến sự, nhị tỷ phu đã sớm nghĩ đến, có tạ toa cùng đoàn phương bồi tiếp ta, vô cùng an toàn, hơn nữa khách sạn hoàn cảnh cũng tốt vô cùng, có điều hòa, phòng vệ sinh, tivi, ba tấm giường, diện tích lớn vô cùng, có hơn 60 bình, ở rất thoải mái. Tô Cẩn lập tức phản bác, cũng là bởi vì nhị tỷ phu nói ở trường thi phụ cận đính khách sạn, ta mới có thể ngủ thời gian dài một điểm, cuộc thi mới gặp thuận lợi như vậy, ta có mấy cái bạn học ở xa, sáng sớm xe công cộng cùng taxi lại không tốt thừa, suýt chút nữa liền tiến vào không được trường thi. Còn có, khách sạn có bữa sáng, buổi trưa cùng buổi tối đều là nhị tỷ phu tự mình đưa thức ăn lại đây, cơm nước ăn rất ngon. Có điều hòa, có tivi, có phòng vệ sinh, còn có ba tấm giường. Diện tích có hơn 60 bình. Trương Vĩnh Cường sửng sốt một chút, ngay lập tức liền nở nụ cười, tiểu cẩn, có phải là lục hạo nhiều ngươi nói như vậy? làm sao có rượu như vậy điếm, gian phòng diện tích lại có hơn 60 bình. Đây cũng quá khuếch đại. Coi như là bên cạnh nhà này an thịnh khách sạn lớn, bên trong cũng không có 60 bình gian phòng, ta ở quá mấy lần. Hắn không tin Tô Cẩn nói, phụ cận tiểu khách sạn căn bản không thể có 60 bình gian phòng, tốt nhất an thịnh khách sạn lớn hắn cũng ở quá mấy lần, to lớn nhất giường lớn phòng diện tích cũng mới hai mươi mấy bình. Này đã rất rộng rãi. Chính là, quá khuếch đại, tiểu cẩn, ngươi muốn cách lục hạo xa một chút, hắn đời này e sợ không ở qua khách sạn mới sẽ nói như vậy. Tô Ngọc Mai nhắc nhở nói rằng, mới công phu mấy ngày, ngươi hiện tại đều học sẽ nói láo, 60 bình gian phòng, cùng ba mẹ sống trong nhà lớn bằng, này vẫn là khách sạn sao? Hai người đều không tin có lớn như vậy diện tích khách sạn gian phòng. Đừng nói vào lúc này người khó có thể tưởng tượng, dù cho phóng tới mấy chục năm sau, thật là nhiều người thông qua Internet mặc dù biết có diện tích rất lớn phòng khách, nhưng nhưng xưa nay đều không ở qua 50, 60 bình phòng khách. Quá xa xỉ. Tỷ, ta nói chính là sự thật. các ngươi nếu như không tin, ta hiện tại liền mang theo các ngươi đi xem xem, chúng ta mấy người đồ vật còn ở khách sạn, còn không trả phòng. Tô Cẩn nói. Được. Vậy thì cùng đi nhìn một chút, ta cũng muốn muốn coi trọng một chút, 60 bình phòng khách là cái gì dạng để ta cũng mở mang tầm mắt. Trương Vĩnh Cường nói rằng, hắn không tin, nhất định phải ngay mặt vạch trần, chế nhạo lục hạo một phen. Nhìn ba cái đẹp để cô nương đứng ở lục hạo bên người, hắn liền đố kỵ lợi hại, ngày hôm nay cố ý đem tóc chạy bóng loáng sáng loáng lượng, ăn mặc âu phục, trời nóng như vậy phía sau lưng đều chảy mồ hôi, hắn đều nhẫn nhịn không có cởi xuống đến, kết quả không ai chú ý. Toàn vây quanh ở lục hạo bên người. Một đám người hướng về an thịnh khách sạn lớn đi tới. Các ngươi chờ một lát, ta trước tiên đi hỏi một chút, miễn cho có người trước mặt đại thông đồng, kết phường lừa người. Trương Vĩnh Cường đi tới trước sân khấu, trực tiếp hỏi, các ngươi này có hay không 60 bình gian phòng? Không còn. Trước sân khấu nói. Trương Vĩnh Cường nở nụ cười, hắn quay đầu lại nhìn Lục Hạo, âm thanh rất lớn, nhìn thấy hay chưa? Ở sự thực trước mặt, ngươi còn có lời nào có thể nói? sau này ngươi cách tiểu cẩn xa một chút, liền người thân đều lừa gạt, ngươi thật sự quá rác rưởi. Ngươi ngữ văn là giáo viên thể dục giáo. Lục hạo liếc mắt nhìn hắn, trước sân khấu nói chính là không còn, dẫn theo một cái tự, mà không phải nói không có, quán rượu này cũng chỉ có một gian đại căn phòng, đã bị ta đặt trước, vẫn không có trả phòng, đương nhiên không còn. Vừa nói, lục hạo vừa đi đến trước sân khấu, ngày hôm nay cái kia đại căn phòng muốn trả phòng, khiến người ta đi đến kiểm tra chúng ta cũng lập tức đi đến không ít khách sạn trả phòng trước đều sẽ kiểm tra bên trong gian phòng phương tiện có hay không hoàn hảo vật phẩm có hay không có sử dụng được rồi tiên sinh trước sân khấu nhận thức lục hạo cười rất chân thành ta cái này kêu là thanh khiết a à di quá khứ kiểm tra cảm tạ ngại đối với tử điếm chúng ta chống đỡ hoan nghênh ngài lần sau quan lâm trương vĩnh cường con mắt trợn tròn này quán rượu lại thật sự có đại căn phòng làm mất mặt. Hắn mặt mũi có chút không nhịn được, ta tại đây quán rượu ở qua mấy lần, làm sao không nghe nói các ngươi còn có đại căn phòng. Các ngươi này đại căn phòng thật sự có hơn 60 bình. 63, hai hòa. Trước sân khấu trả lời, đại căn phòng cũng chỉ có một gian, rất ít người đính, vị tiên sinh này là nửa tháng đến đầu một vị khách nhân. Thật là có. Hơn nửa trụ người không nhiều, nửa tháng chỉ có lục hạo ở qua ta không có lừa người đi, nhị tỷ phu cũng không có lừa ta, ta vốn là là muốn trụ loại kia phổ thông khách sạn, thế nhưng nhị tỷ phu không có để, hắn nói những người khách sạn điều kiện không được, có thể sẽ gặp nguy hiểm, liền để ta đến an thịnh khách sạn lớn đến đặt trước đại căn phòng, sáng sớm chúng ta ngay ở khách sạn ăn, sữa đậu nành, tàu phớ, bánh quẩy, trứng gà, bát cháo, bắp ngô, thật nhiều chủng loại, ăn bao nhiêu đều được, chỉ cần không lãng phí. Buổi trưa cùng buổi tối đều là nhị tỷ phu đề cơm nước lại đây, hắn cân nhắc phi thường cẩn thận, ta lần này có thể phát huy như thế ổn định, cũng nhờ có nhị tỷ phu, nếu không là hắn, ta nhiều lắm phát huy ra bình thường trình độ, không thể vượt xa người thường phát huy. Tô cẩn một cái một cái nhị tỷ phu, lại sẽ lục hạo thổi phòng một lần. Trương Vĩnh Cường trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, hắn ngượng ngùng nói, này 60 bình đại căn phòng hẳn là ở ta ở qua sau lại lần nữa xây dựng, nếu không thì ta không thể không biết hắn trên mặt có chút mạc có điều đi cố ý nói như vậy muốn tìm cái dưới bậc thang nhưng là bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm lục hào hỏi trước sân khấu các ngươi này đại căn phòng là lúc nào thì có từ kiến điếm thời điểm thì có trước sân khấu trả lời tô cẩn tạ toa đoàn phương còn có bên cạnh trải qua khách mời không ít người ánh mắt rơi vào trương vĩnh cường trên người tuy rằng nói cái gì đều không có nói có thể trương vĩnh cường hận không thể tìm điều khe nước chui vào quá mất mặt muốn tìm dưới bậc thang có thể có người đem bậc thang cho mang đi hắn nhìn lục hạo hận không thể quá khứ bóp chết hắn giết người tru tâm quá phận quá đáng liền cái bậc thang cũng không cho đi chúng ta đi đến đem đồ vật thu thập một hồi nên trả phòng lục hạo không nhìn tầm mắt của hắn muốn buồn nôn giẫm hắn ai sợ một đám người đi thang máy lên lầu. Vương Quý Chi cũng theo đồng thời, ta cũng đi xem xem đại căn phòng dung mạo ra sao. Nàng rất tò mò, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại căn phòng. Có gì đáng xem? Tô Ngọc Mai liếc miết miệng, thể nhưng khẩu không để ý, trong miệng nói không muốn, thân thể nhưng phi thường thành thực, cũng theo cùng nhau vào thang máy. Liền còn lại Trương Vĩnh Cường một người, hắn vốn là không muốn đi đến thế nhưng một người lưu lại lại có vẻ tự hồ có hơi chột dạ, đồng thời theo tiếng vào thang máy. Đến trên cao nhất, Tô Cẩn lấy ra chìa khóa, đẩy cửa ra, Ây, đây chính là nhị tỷ phu cho ta đính đại căn phòng, như thế nào, rất xa hoa chứ. Vương Quý Chi nhìn một vòng, gật đầu liên tục, căn phòng này vẫn đúng là không nhỏ, theo chúng ta nhà không xê xích bao nhiêu, nhưng trang trí thật là đẹp, điều hòa, tivi cũng đều có, trên đất còn có thảm, đèn cũng đẹp đẽ, Phát sinh chính là Bạch Quang, ta nghe người ba đã nói, thật giống có loại nhập khẩu đèn chính là Bạch Quang, gọi bóng đèn tiết kiệm năng lượng, không thương mắt, còn tiết kiệm điện. Nàng tắm tắt lấy làm kỳ lạ, cha người có lúc sẽ đi công tác, trụ huynh để đơn vị nhà nghỉ, ta cũng theo đi qua mấy lần, nhưng này nhà nghỉ liền mới to bằng bàn tay, cùng căn phòng này so sánh, chênh lệch quá lớn. Truyền siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Người cuối cùng cũng coi như nói câu tiếng người. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio này đại căn phòng là rất xa hoa, phòng vệ sinh vẫn là ngồi liền, mặt trên viết tên tiếng Anh, là nhập khẩu, ngồi xác thực rất thoải mái, nhưng ta vẫn là không quá quen thuộc. Tô Cẩn Phi thường hài lòng cho Vương Quý Chi giới thiệu, còn có điều hòa, buổi tối vẫn mở ra, gian phòng rất mát mẻ, không giống trong nhà, có điều hòa cũng là trang trí. Trong nhà tuy rằng cũng có điều hòa, nhưng trừ phi là thực sự quá nóng mới tình cờ mở mấy tiếng, thời điểm khác bình thường đều sẽ không mở, tiết kiệm tiền điện. Vào lúc này người dù cho có chính thức làm việc làm, nhưng cũng đều phi thường tiết kiệm, vương quý chi chê nghèo yêu giàu, có thể rất tiết kiệm. Chỗ này không rẻ đi, một buổi tối đến muốn bao nhiêu tiền? Vương quý chi quay một vòng, hỏi. 15 đồng tiền một đêm. Tô Cẩn nói. Mắc như vậy. Trụ ba cái buổi tối không được muốn 45 đồng tiền. Ta đưa cho ngươi này điểm không đủ tiền a. À? Vương Quý Chi sợ hết hồn, trong lòng có chuẩn bị, tốt như vậy gian phòng khẳng định rất đắt, thế nhưng không nghĩ đến mắt như vậy. Một tháng tiền lương, ba ngày liền không rồi. Ăn cướp A. À. Trước cùng Tô Hưng Dân đi nhà nghỉ trụ, cũng không muốn tiền, chỉ làm cái đăng ký là được, lại do đơn vị chi trả, mà ở hắn khách sạn trụ cũng chỉ cần hai, ba đồng tiền. Này đại căn phòng tiền phòng, là phổ thông khách sạn tiền phòng gấp 5-6 lần là anh rể phó tiền tô cẩn nói rằng vương quý chi phi thường kinh ngạc liếc mắt nhìn lục hạo ngươi đưa tiền nàng rất buồn bực cũng rất bất ngờ cái này lưu manh lại như thế cam lòng hào phóng như vậy là ta đưa cũng không bao nhiêu tiền không coi là cái gì lục hạo gật gù người cuối cùng cũng coi như nói câu tiếng người vương quý chi đối với hắn câu nói này vẫn tính thỏa mãn ngươi cùng tiểu mẫn kết hôn thời điểm ta cái gì đều không muốn, tiền này ta cũng sẽ không còn ngươi. Nàng cùng Tô Hưng Dân mặc dù là doanh nghiệp nhà nước công chức, đều có công tác, có thể bình thường cũng phi thường tiết kiệm, bình thường sinh hoạt vật tư không mắc, hai người có thể gánh chịu lên, còn có có dư, nhưng thiết bị điện, hoặc là nó một ít khá là khan hiếm vật tư đối với phổ thông công chức mà nói vẫn cứ không thấp. Mẹ, ngươi muốn đi nơi nào, ta làm sao sẽ muốn ngươi còn? Tiểu Cẩn là vợ ta mùi mùi, ta là nàng anh rể, tuy rằng không có liên hệ máu mủ, nhưng ta vẫn luôn rất yêu thích nàng, thi đại học trọng yếu như vậy trường hợp, cho nàng đính cái thật gian phòng, cố gắng phát huy, đây là ta phải làm. Lục hạo xưa nay không nghĩ tới tiền vương quý chi muốn tiền phòng. Chút tiền này hắn ra được. Thật có thể trang, ngươi lại không công tác, 45 đồng tiền liền như thế không còn, e sợ tâm đã sớm ở nhỏ máu chứ. Tô Ngọc Mai biểu môi, lẩm bẩm một câu. Lục Hạo không nhìn nàng lời nói. Nữ nhân này vẫn đối với hắn đều không sắc mặt tốt, yêu thích chê cười. Như thế chỗ tốt, nếu có thể ở một buổi chiều là tốt rồi. Lúc trời đi, vương quý chi có chút quyến luyến không muốn. Đồng dạng là hơn 60 bình nhà, chính mình ở cái kia xem cái gì địa. So sánh trên lệch liền đến. Chờ ta hết bận trong tay sự, dành thời gian người một nhà đi ra ngoài du lịch đến lúc đó lại đính mấy gian càng tốt hơn đại căn phòng để mẹ ngươi cũng thật hưởng thụ tốt hưởng thụ lục hảo nói rằng cha mẹ vợ tuy rằng có chút điệu bộ nhưng thay cái góc độ suy nghĩ thực nàng là vì con gái của chính mình suy nghĩ sợ tô mẫn theo hắn chịu thiệt không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật làm sao cũng đến cho tô mẫn mặt mũi chờ ngươi dẫn ta đi hưởng thụ quên đi thôi sợ là phải chờ tới chết rồi Vương Quý Chi không coi là chuyện to tác, chỉ cho rằng Lục Hạo đang chém gió. Mắc như vậy gian phòng, ở một buổi chiều liền muốn 15 đồng tiền, người một nhà ra ngoài chơi không được hoa càng nhiều. Lục Hạo này lưu manh dạng nào có nhiều tiền như vậy? Lui phòng, người một nhà hướng về trạm xe buýt đi. Bất quá lần này còn phải cảm tạ ngươi, nhờ có ngươi, tiểu cẩn mới có thể vượt xa người thường phát huy. Nàng hiếm thấy thổi phòng Lục Hạo một câu. Trương Vĩnh Cường cùng Tô Ngọc Mai đi ở phía sau, nghe được Vương Quý Chi thổi phòng lục hạo, Tô Ngọc Mai lôi một hồi chính mình nam nhân, nhìn này lưu manh, lại được rồi con bà nó khen, còn để tiểu muội đối với hắn tốt như vậy, nhìn liền tức giận. Nàng cũng tương tự xem thường lục hạo, một cái cùng em rể, giúp không được nàng bao lớn một tay, lấy tô mẫn điều kiện hoàn toàn có thể tuyển càng tốt hơn nam nhân, lúc trước thậm chí còn có ở ngân hàng đi làm người truy tô mẫn, những người kia, tùy tiện một cái thành em rể của mình đều còn mạnh hơn lục hạo. Đáng tiếc, tô mẫn lựa chọn lục hạo. Hắn cố ý lấy lòng mẹ cùng tiểu cẩn, đến khách sạn tiền nhất định là mượn, tiểu cẩn nếu là có cơ hội thi lên đại học, tương lai liền có thể bưng lên bát sắc, vì lẽ đó hắn hiện tại liền muốn cực lực lấy lòng tiểu cẩn, muốn liên lụy tầng này quan hệ, sau này được chỗ tốt. Trương Vĩnh Cường suy bụng ta ra bụng người. Hắn không biết chính là, cái gọi là bát sắt nếu không mấy năm sẽ xuất hiện biến động, đầu tiên là đường sắt đôi chế, sau khi tốt nghiệp một phần bao phân phối, một phần tự chủ vào nghề, qua đi triệt để thủ tiêu phân phối công tác chế độ. Dù cho là sinh viên đại học, chờ tô cẩn tốt nghiệp sau đều không nhất định gặp bao phân phối. Trương Vĩnh Cường bước nhanh đi lên trước, đối với tô cẩn đạo, người rốt cục thi xong, lấy thành tích của ngươi nhất định có thể thi lên đại học, đến chúc mừng, như vậy đi, ngày mai ta ở Ngọc Cẩm Thực Phủ đính một bàn, chúng ta người một nhà khỏe mạnh ăn một bữa, cũng coi như là sớm vì ngươi chúc mừng. Hắn cũng phải lấy lòng. Không thể để cho lục hạo đọc sủng. Ngọc Cẩm Thực Phủ. Chỗ kia rất đắt chứ. Vương Quý Chi hỏi. Quý liền quý một điểm, không có quan hệ gì, tiểu cẩn là ta thân muội, Vĩnh Cường là nàng anh rể, giúp nàng chúc mừng tính là gì sự thực mấy ngày nay chúng ta vốn là là dự định cho tiểu cẩn đưa thi nhưng trên tay có điểm sự không phân thân nổi vì lẽ đó chỉ có thể ngày hôm nay lại đây tô ngọc mai nói nàng thực rất đau lòng ngọc cẩm thực phủ nàng đều không đi qua mấy lần giá món ăn quá đắt nhưng ngoài miệng lại nói lời hay ngọc mai nói không sai trương vĩnh cường theo gật đầu đắt nửa tiền này cũng đến ra a à, hơn nữa nhà chúng ta ra một cái trạng nguyên đây chính là muốn quan tông diệu tổ đại hỷ sự Bình thường tiệm cơm làm sao có thể xứng với đây. Đương nhiên là muốn đi ngọc cẩm thực phủ. Tiểu Cẩn có hai người như vậy anh rể cùng tỷ, thực sự là có phúc lớn. Vương Quý chi cao hứng nói. Nàng cũng muốn bãi rượu, có thể đi như thế chỗ tốt tự nhiên càng tốt hơn. Trương Vĩnh Cường kéo kéo cà vạt, rất thỏa mãn. Rốt cục hòa nhau một thành. Đa tạ đại tỷ phu. Tô Cẩn rất có lễ phép, vừa nhìn về phía Lục Hạo nhị tỷ phu ngươi cũng đi không? Nàng muốn lục hạo đi. Cùng đi chứ, chỗ kia quý vô cùng, ngươi khẳng định không đi qua, vừa vặn quá khứ được thêm kiến thức. Trương Vĩnh Cường chờ đến cơ hội liền dẫm lục hạo. Hắn cũng hy vọng lục hạo quá khứ, không đi làm thế nào chính mình lá xanh, thật tôn lên chính mình này đóa hồng hoa. Ta ngày mai có chút bận biểu, không nhất định có thời gian trôi qua. Lục hạo đạo, ngươi tỷ cùng Nini Ni sẽ tới, Ta tận lực dành thời gian đi qua một chuyến. Hắn chuyện làm ăn đến ngàn cân treo sợi tóc, sáng sớm ngày mai Vi dân Sinh Tiên Siêu thị liền muốn chính thức doanh nghiệp, hắn không thể rời đi, đến muốn ở nơi đó nhìn. Tuy nắm chắc, có thể vẫn phải là tận mắt chứng kiến. Lời này lại làm cho Trương Vĩnh Cường nở nụ cười bận biểu. Ngươi có thể có cái gì tốt bận biểu? Liền ăn bữa cơm thời gian đều không có. Ngươi là không dám đi đi, sợ nhường ngươi trả tiền truyền siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.